Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 142. Trong sơn động yên tĩnh im ắng. Lão giả lưng còng nhìn bốn phía, cực kỳ đề phòng. Đối phương đã đi rồi. Lúc này, trong quan tài truyền đến một giọng nói. Người nọ là? Lão giả lưng còng hỏi. Bản thể của đối phương không ở giới này. Trong quan tài, thanh âm kia nói, bản thể không ở giới này. Đồng tử của lão giả lưng còng bỗng nhiên co rụt lại, người nọ là ai? Dương Diệp đi ra sơn động, đi tới không trung, tay phải Dương Diệp Funoji lên, thần dực xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp cong ngón búng ra, một giọt máu rơi vào thần dực, bị tinh huyết dính vào, thần dực khẽ run lên, chỉ nháy mắt, trong hai mắt đầu lâu đột nhiên xuất hiện hai ngọn lửa màu xanh lam. Chiếu, thần dực hóa thành một đạo hắc quang chui vào mi tâm của Dương Diệp. Rất nhanh, phần lưng Dương Diệp xuất hiện một đôi cánh khổng lồ, cái cánh kia, so với cả người Dương Diệp thì lớn hơn một vòng. Nhẹ nhàng quá. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, hắn cảm giác bản thân vô cùng nhẹ, nhẹ đến hầu như cảm giác không thấy thân thể của mình. Tâm niệm khẽ động, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Hai hơi sau, chân trời Nam Lân Sơn đột nhiên xuất hiện một nam tử thanh sam. Sau lưng nam tử thanh sam là một đôi cánh khổng lồ. Nam tử thanh sam này đúng là Dương Diệp. Nhìn Nam Lân Sơn phía dưới, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tốc độ này, quá nhanh. Hiện tại tốc độ này của hắn, dưới thiện cảnh đã vô địch. Đừng nói cường giả kiến đạo cảnh, coi như cường giả thành đạo cảnh cũng có thể bị hắn một kiếm miểu sát. Khuyết điểm duy nhất là có chút tiêu hao huyền khí, vừa rồi dùng một cái. Tiêu hao không sai biệt lắm 1/3 huyền khí. Bất quá cái này cũng bình thường, loại bảo vật này ở loại cảnh giới như hắn dùng, nhất định là có chút tai hại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn xuống Nam Lân Sơn phía dưới. Giờ phút này, Nam Lân Sơn đã bị đại quân yêu thú chiếm lĩnh. Bốn phía Nam Lân Sơn đều là khí tức của yêu thú. Không có dừng lại ở Nam Lân Sơn, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp tìm được đám người A-man, nhìn thấy Dương Diệp, trong lòng đám người A-man đều thở dài một hơi. Hiện tại nên như thế nào? Tần Xuyên nói. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Chờ phong ấn biến mất, sau đó chúng ta liền rời đi. Đao Cuồng đột nhiên nói. Vừa rồi ta đi thăm dò thoáng một phát, chúng ta có thể tiếp tục đi phía bên phải, bên kia không có vấn đề gì. Dương Diệp lắc đầu. Không cần. Chúng ta ở phụ cận che giấu, phải biết nửa tháng sau chúng ta vẫn phải quay về Nam Lân Sơn dùng truyền tống trận kia. Hiện tại mọi người tìm một chỗ che giấu, nghỉ ngơi cho khỏe. Phong ấn biến mất, chúng ta trở về Nam Lân Sơn. Đối với cái này, mọi người không có dị nghị gì. Mọi người ở trong dãy núi tìm một sơn cốc, trong cốc hết sức rộng rãi, bốn phía là vách núi. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lúc này đây, hắn phải để cho mình chân chính đột phá đến minh cảnh ngũ đoạn. Bởi vì một khi phong ấn biến mất, thế giới này không có bao lâu thời gian sẽ sụp đổ, mà bọn hắn muốn lợi dụng truyền tống trận của Nam Lân Sơn ly khai, khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lần này đột phá cũng không có gì khó khăn, bởi vì lúc trước ở trong Tu La Tràng, kỳ thật hắn đã tương đương với đột phá đến minh cảnh ngũ đoạn rồi. Chỉ bất quá khi đó hắn không có trùng kích. Mà muốn giả heo ăn thịt hổ. Mà bây giờ, đã có được thần dực, huyền khí của hắn có chút không đủ dùng, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp đột phá đến minh cảnh ngũ đoạn. Sau một ngày, Dương Diệp thuận lợi đạt đến minh cảnh ngũ đoạn. Cách đạo cảnh chỉ có một bước. Sau khi cảnh giới đột phá, Dương Diệp bắt đầu dung hợp sở học gần nhất của mình. Nhân kiếm hợp nhất, hiện tại hắn đã đạt tới loại cảnh giới này, sau khi nhân kiếm hợp nhất. Thực lực của hắn sẽ nhận được một biến hóa về chất. Nhưng hắn còn không có triệt để hòa tan hấp thu. Bây giờ át chủ bài của hắn có táng kiếm sát, ảnh kiếm sát, sau đó là nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất không phải kiếm kỹ, mà là một loại cảnh giới, nhưng mạnh hơn bất luận kiếm kỹ gì. Ở dưới tình huống nhân kiếm hợp nhất thi triển táng kiếm sát hay ảnh kiếm sát, uy lực kia sẽ nâng cao một bước. Hiện tại hắn cần phải làm là hoàn mỹ dung hợp cả ba. Để cho kiếm đạo của mình càng thêm tinh giản. Giết người, nhiều khi chiêu thức nhiều hơn nữa cũng là giả. Một chiêu là được rồi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua.
mà giờ khắc này bên ngoài, tử giới đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng ngày càng nhiều yêu thú, người, các loại sinh linh tụ về phía Nam Lân Sơn, đều muốn chạy trốn khỏi tử giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng đi qua. Ầm, đột nhiên, cả tử giới nổ vang, rất nhanh, ở các nơi trên tử giới, vô số núi lửa bộc phát, vô số nước biển hóa thành sóng thần bao phủ tới. Trừ lần đó ra, vài chỗ mặt đất bắt đầu rạn nứt, nham thạch nóng chảy từ lòng đất chậm rãi tràn ra, trừ cái đó ra, một ít sơn mạch cao vút trong mây cũng đang dần dần sụp đổ. Tử giới sắp xong rồi. Loại tình huống này, cả tử giới triệt để rối loạn. Trong sơn cốc, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất đột nhiên mở mắt, bởi vì ở bốn phía bọn họ, những núi cao kia bắt đầu rạn nứt, đại địa đang run rẩy. Đám người A-man vây quanh, nhìn những cảnh tượng trước mắt, A-man trầm giọng nói. Theo loại tốc độ này, tối đa 3 ngày sau, tử giới liền không tồn tại. Chúng ta phải ở trong vòng 3 ngày lợi dụng truyền tống trận kia ly khai. 3 ngày. Dương Diệp đứng lên. Đi, quay về Nam Lân Sơn. Giết vào. Tần Xuyên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Theo chân bọn họ giảng đạo lý. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghe sao? Tần Xuyên nói. Dương Diệp đi đến trước mặt Tần Xuyên, vỗ vỗ bờ vai của Tần Xuyên, sau đó nói. Khi có người không giảng đạo lý với ngươi, ta dạy cho ngươi một biện pháp, là dùng kiếm gác ở trên cổ hắn, ta tin tưởng, lúc kia hắn sẽ ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống hảo hảo nói phải trái với ngươi. Tần Xuyên. Rất nhanh, đoàn người chạy về Nam Lân Sơn, bất quá mọi người cũng không có trực tiếp trên Nam Lân Sơn. Nói giỡn, mấy người bọn hắn, còn chưa đủ những yêu thú kia nhét kẻ răng. Dương Diệp để cho mọi người giấu ở bên ngoài, mình thì lặng lẽ tiềm nhập vào Nam Lân Sơn, trong đại điện. Giờ phút này, ở trong đại điện ngồi 10 người, đương nhiên, có ít người hiển nhiên là yêu thú biến thành. Cầm đầu là một lão giả mặc áo dài trắng, trong tay lão giả là hai thiết cầu ngọc bích. Lão giả nhìn lướt qua trong tràng, sau đó rơi vào trên người một trung niên khôi ngô, nói. Huyết yêu vương, truyền tống trận còn có thể sử dụng, nhưng muốn khởi động truyền tống trận này, cần đại lượng linh khí, mà linh khí ở Nam Lân Sơn, đã bị những người ngoại lai lúc trước lấy sạch sẽ. Hiện tại, chúng ta chỉ có dùng tiên tinh thạch cùng yêu thần linh đan đến khởi động truyền tống trận này. Huyết yêu vương lạnh nhạt nói. Cốt khổ huynh, linh đan ngược lại là chuyện nhỏ, ta để ý chính là, truyền tống trận này có thể truyền đi bao nhiêu. Cốt khổ trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi muốn truyền đi toàn bộ yêu thú, đó là không thể nào. Truyền tống trận không có vấn đề, nhưng chúng ta không có nhiều linh khí như vậy để duy trì nó vận chuyển. Nói đến đây, hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nếu như những người bên ngoài kia cởi bỏ phong tỏa của thế giới này, không cần linh khí, chúng ta có thể tiến vào tinh không rời đi nơi này. Nhưng những người bên ngoài kia, chỉ sợ ước gì chúng ta toàn bộ chết ở đây a. Huyết yêu vương cũng đứng lên. Cốt khổ huynh, hiện tại khởi động trận pháp, từng nhóm người của ngươi cùng yêu thú chúng ta truyền tống ra ngoài. Ngươi không đi trước. Cốt khổ nói. Huyết yêu vương nhìn về phía ngoài điện là yêu thú rậm rạp chằng chịt. Nhìn những yêu thú kia, huyết yêu vương nói khẽ. Để cho bọn hắn đi trước, ta đi cuối cùng. Một bên, cốt khổ nhìn thoáng qua huyết yêu vương, trong mắt có vẻ kính nể. Dương Diệp đang muốn ly khai, nhưng lúc này huyết yêu vương đột nhiên nói. Xuất hiện đi. Nghe vậy, đồng tử Dương Diệp có chút co lại, bị phát hiện rồi. Đối phương là làm sao phát hiện hắn? Không có che giấu, Dương Diệp xuất hiện ở trong đại điện. Trong tràng, ánh mắt mọi người rơi vào trên người Dương Diệp, không có người động thủ. Người ngoại lai. Huyết yêu vương quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ta biết ngươi, lúc trước từ trong tay một thủ hạ của ta đào thoát, mà khi đó, tựa hồ có một yêu thú thần bí giúp đỡ ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua huyết yêu vương, sau đó nói. Ta tới mục đích rất đơn giản, muốn mang bằng hữu của ta ly khai tử giới, hy vọng hai vị giúp đỡ. Chỉ sợ không được. Một bên, cốt khổ lạnh nhạt nói. Người của chúng ta cũng không có biện pháp hoàn toàn rút lui, còn người khác, vẫn là miễn đi. Yêu thú kia bây giờ đang ở nơi nào? Huyết yêu vương đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Tung tích của đám người trí nữ, hắn xác thực không biết. Bất quá theo như hắn phỏng đoán, đám người trí nữ hẳn đã ly khai tử giới rồi.
Huyết Yêu Vương trầm mặc. Dương Diệp nói, truyền tống trận mở cần tiên tinh thạch, ta có thể cung cấp một ít tiên tinh thạch, xem như phí tổn ly khai địa phương này, như thế nào? Ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Cốt Khổ nói. Dương Diệp tính toán một cái, sau đó nói. Mấy trăm tiên tinh thạch ở nơi này, đã là một con số vô cùng lớn. Trong chàng trầm mặc lại. Qua hồi lâu, Cốt Khổ kia đột nhiên cười nói. Chúng ta đang cần tiên tinh thạch, đã có người đưa tới cho chúng ta, xem ra trời cao vẫn còn có chút chiếu cố chúng ta. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên tìm tòi về phía trước, chộp đến Dương Diệp. Dương Diệp hiển nhiên là sớm có phòng bị, một thanh kiếm trực tiếp bổ xuống. Một đạo kiếm khí lóe lên. Bành! Trong chàng truyền đến một tiếng nổ vang, theo tiếng nổ vang này, toàn bộ đại điện run lên kịch liệt. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã không ở trong đại điện. Trốn! Trong điện, sắc mặt Cốt Khổ cực kỳ khó coi. Chân núi Nam Lân Sơn, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Nam Lân Sơn, sau đó vỗ vỗ lồng ngực, một cái đầu nhỏ nhất thời nhô ra. Dương Diệp chỉ Nam Lân Sơn. Hút sạch linh khí nơi này. Vừa nói, ánh mắt hắn lạnh xuống. Không cho lão tử đi, vậy tất cả mọi người đều không cần đi. Tiểu Bạch hút cho ta, hút tới bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Hấp thu linh khí. Ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, loại sự tình này nàng thích nhất. Trước kia Dương Diệp không dám để cho Tiểu Bạch hút loạn, nàng khế hấp, tất nhiên sẽ hút ra rất nhiều phiền toái. Nhưng bây giờ, phiền toái gì đó, hắn đã mặc kệ. Ngươi không để cho ta đi, vậy tất cả mọi người không cần đi. Sau khi được Dương Diệp cho phép, thân thể Tiểu Bạch chậm rãi bay lên trời, rất nhanh, cái mũi nàng nhẹ nhàng hít hà, nàng ngửi được một chút linh khí, không nhiều lắm. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, mặt đầy ghét bỏ. Quá ít, không muốn hút. Dương Diệp đen mặt lại. Sau này lại dẫn người đi hấp chỗ nhiều hơn, lần này chấp nhận thoáng một phát được không? Cuối cùng, ở dưới Dương Diệp khuyên can mãi, Tiểu Bạch mới đáp ứng. Tiểu Bạch mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hút một hơi, trong chốc lát. Linh khí còn dư lại trên Nam Lân Sơn lập tức cuốn về phía Tiểu Bạch, hai linh mạch của Nam Lân Sơn còn sót lại linh khí vốn còn thừa không nhiều, bị Tiểu Bạch khẽ hấp, có thể nói là trực tiếp thấy đáy. Không chỉ như thế, linh khí của cả Nam Lân Sơn ở thời khắc này cũng biến mất sạch sẽ. Một tia linh khí cũng không còn. Cả Nam Lân Sơn chấn động. Vô số cường giả từ đỉnh núi của Nam Lân Sơn phóng lên trời, tìm đầu sỏ gây nên. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã ôm Tiểu Bạch chạy mất. Trên không Nam Lân Sơn, sắc mặt Cốt Khổ vô cùng khó coi, sắc mặt của Huyết Yêu Vương cũng như vậy. Tuy linh khí của hai linh mạch trên Nam Lân Sơn còn thừa không nhiều lắm, nhưng mũi nhỏ cũng là thịt. Nhưng chút thịt này lại biến mất, đây đối với Nam Lân Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích. Một tia linh khí cũng không có. Truyền tống trận của Nam Lân Sơn xem như triệt để không có biện pháp dùng, trừ khi bọn hắn dùng tiên tinh thạch và linh đan đi thúc giục. Là hắn làm. Trên không trung, Huyết Yêu Vương đột nhiên nói. Cốt Khổ trầm giọng nói. Nhất định là hắn. Hắn làm sao làm được? Huyết Yêu Vương trầm giọng nói. Cốt Khổ lắc đầu. Tay phải Huyết Yêu Vương vung lên, một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Cốt Khổ. Bên trong là linh đan, mở trận pháp, sau đó người của ngươi cùng những yêu thú của ta trước truyền tống ra ngoài. Cốt Khổ nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong sơn động, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Trong Hồng Mông Tháp, lúc này Tiểu Bạch ngồi dưới đất, ở bốn phía nàng, là một mảng lớn tiên tinh thạch, số lượng ít nhất cũng mấy trăm. Đây là vừa rồi hấp linh khí tạo nên. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó nhếch miệng cười cười. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch, bế Tiểu Bạch lên, sau đó cười nói. Cảm giác thế nào? Tiểu trảo của Tiểu Bạch phung múa, nàng tỏ vẻ rất thoải mái. Hấp linh khí tiến vào trong cơ thể nàng, đối với nàng trưởng thành là có trợ giúp rất lớn. Dương Diệp cười cười, thu những tiên tinh thạch kia vào, sau đó nói. Đi, chúng ta tiếp tục đi hấp. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ ra Hồng Mông Tháp, sau đó lặng lẽ đi tới dưới chân núi Nam Lân Sơn. Ở sườn núi Nam Lân Sơn, có một quảng trường khổng lồ, quảng trường khoảng chừng mấy vạn trượng, phía trên có ba truyền tống trận, mỗi một cái truyền tống trận, chí ít có thể dùng truyền tống chừng trăm người.
Giờ phút này truyền tống trận được khởi động, chung quanh tản ra khe hở màu xanh nhạt. Ở trên ba truyền tống trận, có nhân loại, cũng có yêu thú. Bắt đầu. Lúc này, một giọng nói vang lên. Rất nhanh, ba cái truyền tống trận run lên kịch liệt, đạo đạo lam quang từ trong truyền tống trận bao vây người cùng yêu thú lại. Rất nhanh, những người cùng yêu thú trong truyền tống trận kia thân thể dần dần hư ảo. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra. Bành! Những ánh sáng màu lam trên truyền tống trận ầm ầm nghiền nát, những yêu thú và nhân loại ở trong truyền tống trận bị một cỗ lực lượng bắn ra ngoài. Trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Cốt Khổ xuất hiện, hắn nhìn lướt qua, rất nhanh, sắc mặt âm trầm xuống. Linh khí không còn rồi. Vừa rồi dùng tiên tinh thạch cùng linh đan huyễn hóa ra linh khí, toàn bộ không có. Một giọt cũng không thừa. Đáng chết. Trong tràng, Cốt Khổ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người biến mất. Chân núi Nam Lân Sơn, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch chạy gấp. Hấp thu xong bỏ chạy. Rất nhanh, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới một địa phương an toàn, sau đó mang theo Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp. Nôn tiên tinh thạch, từng viên tiên tinh thạch không ngừng từ trong miệng Tiểu Bạch bay ra. Nhìn những tiên tinh thạch kia, hai mắt Dương Diệp sáng lên. Ở bên ngoài, chút ít tiên tinh thạch này hắn còn coi thường. Nhưng ở chỗ này, tiên tinh thạch là bảo vật vô giá. Đặc biệt là lúc này. Có người vui mừng có người buồn. Nam Lân Sơn, trong đại điện. Sắc mặt Cốt Khổ vô cùng âm trầm, bất kể là tiên tinh thạch hay linh đan, cũng không phải vô cùng vô tận, đặc biệt là tiên tinh thạch bên hắn có thể nói cực kỳ khan hiếm. Mà khởi động trận pháp sử dụng tiên tinh thạch cùng linh đan, là do hắn cùng với Huyết Yêu Vương chia đều. Cung cấp bao nhiêu tiên tinh thạch, tiễn đưa bao nhiêu người đi. Mà bây giờ, linh khí không chỉ biến mất sạch sẽ, đám linh đan cùng tiên tinh thạch vừa rồi kia cũng không còn. Nhiều thêm mấy lần, không cần phải nói, bọn họ là không cần đi ra. Cùng hắn nói chuyện đi. Lúc này Huyết Yêu Vương nói. Người này có bảo vật thánh nhân cấp, lại thêm tốc độ của hắn vốn cực nhanh, ta và ngươi cũng khó đuổi theo. Quan trọng nhất là, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Chúng ta chỉ có 2 ngày rưỡi thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thỏa hiệp. Cốt Khổ trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng. Huyết Yêu Vương gật đầu. Cốt huynh, chỉ là để cho mấy chục người ly khai mà thôi. Nếu như ngươi tiếp tục cùng hắn rông dài, khi đó đừng nói ngươi cùng những người phía sau ngươi, ngay cả những yêu thủ phía sau ta cũng đi không được. Đây không phải những người phía sau ngươi muốn thấy, cũng không phải ta muốn thấy. Minh bạch chưa? Nói đến đây, thanh âm của Huyết Yêu Vương đã có chút lạnh. Cốt Khổ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Được, nói chuyện đi. Nói xong, Cốt Khổ biến mất, hai mắt Huyết Yêu Vương chậm rãi đóng lại. Cũng không nên lại dở trò gì, bằng không thì bổn vương đã không còn kiên nhẫn. Bên ngoài Nam Lân Sơn, Cốt Khổ đứng lơ lửng trên không, ở bên cạnh hắn là Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở phụ cận. Không cóc trả lời. Dương Diệp cười lạnh, ra ngoài. Nếu hai người này liên thủ, hắn khả năng ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Lúc này Huyết Yêu Vương lại nói. Ta dùng danh nghĩa yêu tộc cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không ra tay, ta nói được thì làm được. Như trước không có trả lời. Huyết Yêu Vương nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục theo chúng ta rông dài như vậy? Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đi không được. Xuất hiện đi, chuyện gì cũng có thể nói. Ta rất có thành ý. Qua hồi lâu, một nhân ảnh xuất hiện ở cách Huyết Yêu Vương cùng Cốt Khổ không xa. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Như Huyết Yêu Vương nói, mục đích cuối cùng của hắn kỳ thật rất đơn giản, chính là mang theo đám người A-man Tần Xuyên ly khai tử giới, mà không phải cùng đám người yêu vương lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy Dương Diệp, hai mắt Cốt Khổ hơi híp lại. Huyết Yêu Vương nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Người có bao nhiêu người? 30 mấy. Dương Diệp nói. Một người 10 viên tiên tinh thạch. Huyết Yêu Vương nói. Nếu ngươi nguyện ý giao, chúng ta nguyện ý để cho ngươi cùng người của ngươi ly khai. 300 viên tiên tinh thạch. Không thể không nói, yêu cầu này có chút cao. Ở tử giới này, 300 viên tiên tinh thạch không thể nghi ngờ là một món tiền khổng lồ.
Bất quá Dương Diệp không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Được, thành giao. Tiên tinh thạch, ở địa phương này rất chân quý, nhưng một khi đi ra chỗ này, ra đến bên ngoài, tiên tinh thạch sẽ không có chân quý như vậy rồi. Mà nếu không thể rời đi nơi này, bọn hắn đều chết ở chỗ này. Khi đó, tiên tinh thạch nhiều hơn cũng là tảng đá. Cho nên hắn không có do dự. Dương Diệp cũng không dây dưa, tay phải vung lên, một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua, trong đó vừa vặn 300 viên tiên tinh thạch. Huyết Yêu Vương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Mang theo người của ngươi đi truyền tống đài. Dương Diệp quay người rời đi, chỉ chốc lát, Dương Diệp mang theo đám người A-man lần nữa đi tới Nam Lân Sơn. Chỗ truyền tống trận. Huyết Yêu Vương nói. Các ngươi đi trước. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người A-man. Các ngươi đi trước. Ngươi thì sao? A-man hỏi. Dương Diệp cười nói. Ta đợi tí nữa lại đi. Ta lưu lại. A-man nói. Ngươi mang theo bọn hắn đi đi. Dương Diệp khẽ lắc đầu, huyền khí truyền âm. Bọn hắn kiêng kỵ ta ở đây, trong lòng bọn hắn có kiêng kỵ, không dám làm mờ ám gì. Ngươi ở lại chỗ này, không có ý nghĩa. Mang theo bọn hắn đi đi. A-man còn muốn nói điều gì, Dương Diệp lại nói. Man tỷ, lại nói tiếp liền có vẻ hơi làm kiêu. Mang theo bọn hắn đi thôi. A-man nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, nàng quay người xuất hiện ở trên truyền tống trận. Đám người Tần Xuyên đi tới trước mặt Dương Diệp, vỗ bả vai Dương Diệp. Chúng ta ở ngoài chờ ngươi. Nếu ngươi không đi ra, chúng ta liền giết vào. Nói xong, không đợi Dương Diệp nói chuyện, mọi người đã xuất hiện ở trên truyền tống trận. Dương Diệp nhìn về phía Huyết Yêu Vương, Huyết Yêu Vương thì nhìn về phía Cốt Khổ. Cốt Khổ khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, mấy cái truyền tống trận rung động. Rất nhanh, đạo đạo lam quang bao vây đám người A-man lại. Thoáng qua, đám người A-man trực tiếp biến mất ở trên truyền tống trận. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc này, đám người A-man lại xuất hiện ở trên truyền tống đài, hơn nữa mỗi cái đều bị thương nặng. Tất cả mọi người giật mình. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Cốt Khổ, Huyết Yêu Vương, đúng lúc này A-man đột nhiên nói. Không liên quan bọn hắn, là người ở phía ngoài không cho chúng ta ra ngoài. Người ở phía ngoài. Người ở phía ngoài. Mọi người có chút ngẩn ngơ. Rất nhanh, giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt mọi người trầm xuống. Lúc này Huyết Yêu Vương kia nói. Nói rõ ràng. A-man mang theo mọi người đi ra, sau đó nói. Thời điểm sắp đi ra bên ngoài, chúng ta gặp phải một đám người vây công, may mà chúng ta đường cũ trở về, bằng không thì chỉ sợ đã chết ở trong thông đạo không gian rồi. Nghe được lời của A-man, sắc mặt của Huyết Yêu Vương lập tức âm trầm xuống. Không chỉ Huyết Yêu Vương. Sắc mặt của tất cả mọi người đều có chút không dễ coi, người ở phía ngoài hiển nhiên đã biết tình huống của tử giới, mà đối phương làm như thế, ý đồ rất rõ ràng. Không cho người của tử giới ra ngoài. Muốn cho toàn bộ sinh linh trong tử giới và tử giới cùng một chỗ mai một. Vì cái gì bọn hắn làm như vậy? Lúc này, có người đột nhiên hỏi. A-man khẽ lắc đầu, nàng nhìn về phía Huyết Yêu Vương, tất cả mọi người đều nhìn về Huyết Yêu Vương. Hiển nhiên vị yêu vương này biết đáp án. Hai mắt Huyết Yêu Vương chậm rãi đóng lại. Kiêng kỵ, những tộc kia của đại thiên vũ trụ, bọn hắn kiêng kỵ người và yêu thú của tử giới chúng ta. Nếu chúng ta ra ngoài, tất nhiên sẽ trùng kích bố cục của trung thiên vũ trụ, mà ở tử giới lớn lên, bất kể là yêu thú hay nhân loại, thực lực cơ bản đều vượt qua những người kia. Các ngươi nói, nếu chúng ta ra ngoài, bọn hắn có thể không kiêng kỵ sao? Một chút đường sống cũng không cho a. Một bên, Cốt Khổ trầm giọng nói. Huyết Yêu Vương cười nhẹ. Đại thiên vũ trụ, bố cục đã thành, nếu ta ra ngoài, tất nhiên sẽ trùng kích bố cục bây giờ. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy, cho nên biện pháp tốt nhất là không để cho chúng ta ra ngoài. Trong tràng, mọi người trầm mặc. Ngay lúc này, Huyết Yêu Vương đột nhiên cười nhẹ, sau đó hắn nhìn về phía Cốt Khổ. Đi thông chi những người ẩn núp trong bóng tối, không chỉ những người kia, thông chi hết thảy sinh linh ở trong tử giới, nói cho bọn hắn biết, muốn đi ra ngoài, thì tới Nam Lân Sơn. Cốt Khổ nói, ngươi là muốn. Huyết Yêu Vương khẽ gật đầu.
không đoàn kết, mọi người đều phải chết. Trong một gian phòng, trong phòng chỉ có đám người Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người A-man. Các ngươi cũng ra không được. Hắn không có quên, sau lưng đám người A-man đều có thế lực. A-man đang muốn nói, lúc này lông mày nàng đột nhiên nhíu lại, thời gian dần trôi qua, hai mắt nàng đóng lại. Không chỉ A-man, rất nhiều người trong chàng cũng như A-man, có chút dị thường. Không biết trải qua bao lâu, A-man mở mắt nói. Ta thu được tin tức của gia tộc. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. A-man nói. Bọn hắn bảo ta cứ đi ra, ở bên ngoài có tộc nhân của ta tiếp ứng. Ta cũng nhận được. Lúc này Vô Tịnh cũng nói. Ta cũng vậy. Một bên truyền đến thanh âm của Linh. Rất nhanh, rất nhiều người đều tỏ vẻ bên ngoài có người muốn tiếp ứng, chỉ có 9 người không thu được, 9 người này tăng thêm Dương Diệp, chính là 10 người. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có người tiếp ứng là tốt rồi, đi, chúng ta đi truyền tống trận, ta đưa các ngươi ra ngoài. Mọi người cùng nhau ra ngoài. Vô Tịnh nói. Có thể sao? Trong chàng có người hỏi. Bờ môi Vô Tịnh giật giật, cuối cùng không nói gì. Bởi vì gia tộc cho tin tức là, chỉ có thể một mình hắn ra ngoài. Đây là gia tộc vì hắn tranh thủ được danh ngạch, chỉ có một danh ngạch. Ta liên lạc bọn hắn một chút. Vô Tịnh nói xong, hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, không gian trước mặt hắn hơi run một chút. Không biết trải qua bao lâu, Vô Tịnh mở mắt, hắn không nói gì, sắc mặt có chút âm trầm. Mọi người đã biết đáp án. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Dương Diệp đứng lên. Đi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Nói xong, Dương Diệp đi ra khỏi phòng. Rất nhanh, một nhóm người đi tới trước truyền tống trận. Giờ khắc này, bầu không khí trong chàng có chút ngưng trọng. Dương Diệp cười nói. Không cần như vậy, các ngươi chẳng qua là đi ra ngoài trước mà thôi, không bao lâu, chúng ta có thể gặp mặt. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào trên người A-man. Man tỷ, mang theo bọn hắn đi thôi. A-man trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Đao Cuồng. Đao Cuồng, ngươi dẫn bọn hắn đi. Man tỷ ngươi. Đao Cuồng khó hiểu. A-man ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời một mảnh u ám, A-man mỉm cười. Muốn ở nơi này một lát. Dương Diệp muốn nói cái gì, nhưng A-man khoát tay áo. Ý ta đã quyết, không cần nói nhiều. Dương Diệp nhìn thoáng qua A-man, lắc đầu, không có nói cái gì. Bởi vì hắn biết, nói cái gì cũng vô dụng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Đạo Cuồng, đang muốn nói, Đạo Cuồng lại nói trước. Ta cũng không đi. Mọi người nhìn về phía Đạo Cuồng cười nói. Ta cũng muốn ở lại một chút. Lão Đao, sao ngươi nghĩ giống ta như vậy? Lúc này Vô Tịnh đột nhiên cười nói. Ở địa phương quỷ quái này chờ đợi vài năm, cứ bỏ đi như vậy, thật là có chút không nỡ. Cho nên ta quyết định chờ lâu một hồi, ta cũng không đi. Lại có người tỏ thái độ. Rất nhanh, cả đám tỏ thái độ, đều tỏ vẻ không đi. Bất kể là A-man, hay đám người Vô Tịnh đều rất rõ ràng. Cái kia chính là, đám người Dương Diệp ở lại chỗ này, nếu muốn ra ngoài, khả năng chính là đánh ra. Nhưng đối mặt những cường giả bên ngoài kia, cơ trội này hiển nhiên rất xa vời. Bọn hắn không muốn để cho đám người Dương Diệp một mình chiến đấu hăng hái. Dương Diệp nhìn mọi người một cái, sau đó lắc cơ đầu. Không cần phải như thế. A-man nói. Chúng ta đã quyết định. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này một bên đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ta muốn đi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn qua, nói chuyện chính là một nam tử, tên Dư Khanh. Dư Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Ta muốn đi ra ngoài. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói, nhưng Dư Khanh nói trước. Ta biết, thời điểm này đi, rất không trượng nghĩa, vô cùng không trượng nghĩa. Nói đến đây, cặp mắt hắn đóng lại, rung giọng nói. Các huynh đệ, ta thật sự muốn đi ra ngoài. Dương Diệp đi tới trước mặt Dư Khanh cười nói. Chúng ta không trách ngươi. Dư Khanh mở to mắt, trong mắt đã có nước mắt chớp động. Ta đến từ một thế gia xa xút của nhân tộc, ta cùng với Lạc Diệp là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tư định chung thân. Nhưng ta gia cảnh xa xút, gia tộc của nàng cũng không đồng ý ta ở cùng với nàng. Gia tộc của nàng mở cho ta một điều kiện, nếu ta có thể ở trong 3 năm đạt tới đạo cảnh, sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ.
Vì vậy ta đến tử giới. Hiện tại, ta đã đạt tới đạo cảnh. Nói đến đây, hai tay của hắn có chút phát run. Ngày mai là ngày cuối cùng, nếu ta không đi ra, nàng sẽ cho rằng ta buông tha nàng. Nàng từng nói với ta, nếu trước khi mặt trời lặn không ở địa điểm chúng ta ước hẹn nhìn thấy ta, nàng sẽ móc xuống cặp mắt và tim của mình, đến trừng phạt mình nhìn lầm người. Nói đến chỗ này, trong mắt Dư Khanh nước mắt chậm rãi tràn ra. Thân ở thế gia, rất nhiều sự tình thân bất do kỷ, nếu ta không thể chứng minh ta có tiềm lực, nàng sẽ trở thành vật hy sinh của gia tộc, đi cùng gia tộc khác quan hệ thông gia, dùng cái này đổi lấy một chút lợi ích. Trở về, lập tức. Lúc này A-man đột nhiên nói, ngữ khí chân thật đáng tin. Dương Diệp cũng nhẹ gật đầu. Đừng phụ lòng nàng, trở về đi. Còn chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ trách ngươi sao? Thần sắc của Dư Khanh có chút đau khổ. Ta không muốn bỏ xuống các ngươi một mình chạy trốn, nếu các ngươi ở nơi đây xảy ra sự tình, ta cũng sẽ cả đời không tha thứ cho mình. Nói chuyện ma quỷ gì đó. Phù Tịnh bất mãn nói. Ngươi cái tên này có thể nói chuyện tốt hay không? Cái gì gọi là xảy ra chuyện? Chúng ta có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi nha, cũng đừng như đàn bà, nhanh đi về tìm muội tử kia, chớ cô phụ tấm chân tình của người khác. Chung quanh, mọi người cũng là nhao nhao gật đầu. Dương Diệp nói. Giữa huynh đệ, giảng nghĩa khí cũng phải xem tình huống, loại người như ngươi giảng nghĩa khí, liền không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu bởi vì chúng ta, làm trễ nải chuyện tình của ngươi cùng muội tử kia, huynh đệ chúng ta mới sẽ áy náy cả đời. A-man cũng nói. Đừng dài dòng, nhanh cút trở về. Nếu vạn nhất chúng ta chết, chuyện tình nhặt xác liền giao cho ngươi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều sầm lại, man tỷ này cũng không biết nói chuyện tốt. Dư Khanh còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn ném vào truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động, một vệt sáng xanh bao vây Dư Khanh lại, chỉ chốc lát, Dư Khanh biến mất. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía đám người A-man. Man tỷ, đao cuồng, các ngươi thật sự không đi. A-man khẽ lắc đầu. Dương Diệp trầm giọng nói. Man tỷ, thật sự không cần phải như thế, chúng ta. Ngươi lúc nào biến thành dài dòng như vậy? A-man đột nhiên nói. Dương Diệp. A-man nói. Nói không đi liền không đi. Muốn đi, mọi người cùng nhau đi. Hay là nói, ngươi ghét bỏ thực lực của chúng ta thấp kém. Dương Diệp cười khổ. Man tỷ nói gì vậy? A-man đi tới trước mặt Dương Diệp. Chúng ta không muốn để cho các ngươi lưu lại một mình chiến đấu hăng hái. Gặp nạn, mọi người cùng nhau gánh. Muốn đi, mọi người cùng nhau đi. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên cười nói. Man tỷ nói đúng, mọi người ở địa phương quỷ quái này gặp nhau, hơn nữa còn cùng chung chí hướng, cái kia chính là có duyên. Mà bây giờ, tất cả mọi người là huynh đệ chết sống có nhau. Các ngươi để chúng ta đi trước, nếu chúng ta đi, thật sẽ áy náy cả đời. Một bên Vô Tịnh cũng nói. Cho nên Dương huynh, bây giờ ngươi cũng đừng khích lệ chúng ta. Vẫn là nghĩ, làm sao mang theo mọi người cùng nhau ra ngoài mới là đứng đắn. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, trầm mặc hồi lâu, hắn khẽ nở nụ cười. Được, ta cũng không tin tử giới này có thể chống đỡ được huynh đệ chúng ta, mọi người cùng nhau đánh ra. Cùng một chỗ đánh ra. Đánh ra. Dương Diệp rất rõ ràng, nếu hiện tại bọn hắn muốn đi ra ngoài, vậy chỉ có một biện pháp, chính là đánh ra. Mở một đường máu. Ngay lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Trung niên nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Dương công tử, huyết yêu vương cho mời. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lập tức đến. Trung niên nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Cẩn thận chút. Bên cạnh Dương Diệp, A-man nói. Dương Diệp cười nói. Yên tâm đi, hiện tại nếu như mọi người còn tự giết lẫn nhau, vậy mọi người thật không có hy vọng. Bất kể là cốt khổ hay huyết yêu vương, mọi người đều không có ngu xuẩn như vậy. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ở xa xa. Bên cạnh A-man, Tần Xuyên trầm giọng nói. Man tỷ, những người ở bên ngoài lần này có phải có chút quá đáng hay không? A-man trầm mặc. Tần Xuyên lại nói. Lúc này đây, coi như có thể đánh ra, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng truy nã của rất nhiều tộc. Ai, ta khả năng còn sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Đã hối hận. Một bên, Phù Tịnh đột nhiên nói.
Hối hận. Tần Xuyên cười nhẹ. Hối hận cái gì, chỉ cần lão tử mạnh, đám lão gia hỏa kia của gia tộc sẽ không thật sự buông tha ta, đến lúc đó bọn hắn còn xin lão tử trở về làm gia chủ ấy chứ. A-man khẽ gật đầu. Chỉ cần cường đại, ngươi sẽ không có địch nhân, bởi vì không người nào dám làm địch nhân của ngươi. Đúng rồi. Lúc này, Tần Xuyên giống như nghĩ đến cái gì nói. Dương huynh hắn đã từng nói hắn ở bên ngoài bị bách tộc đuổi giết. A-man nhẹ gật đầu. Chà chà. Tần Xuyên lắc đầu nói. Dương huynh lợi hại, lại có thể để cho bách tộc đuổi giết, vấn đề là hắn còn không chết, lợi hại lợi hại. Biết rõ vì sao hắn bị đuổi giết không? Có người hỏi. A-man trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Hắn đã đoạt kiếm của nhân quân. Mọi người sửng sốt, rất nhanh, mặt mũi Tần Xuyên tràn đầy sùng bái. Thực con mẹ nó lợi hại, may mắn lúc trước gặp được hắn, ta chưa cùng hắn động thủ thật, bằng không thì, hiện tại ta khả năng đã nằm dưới đất ngủ ngàn thu. Nghe vậy, mọi người đều lắc đầu cười cười. Trong đại điện. Trong điện, cầm đầu là Huyết Yêu Vương, ở bên cạnh Huyết Yêu Vương là Cốt Khổ. Mà ở trong đại điện, Dương Diệp còn phát hiện một ít thân ảnh quen thuộc. Thiên Vạn U, Mạc Thiên Khung, hai người này đều có mặt. Nhìn thấy Dương Diệp, Mạc Thiên Khung mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Dương Diệp gật đầu đáp lại, sau đó đi đến một bên tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này Huyết Yêu Vương đứng lên, sau đó nói. Nghĩ đến chư vị cũng đã biết tình trạng của tử giới lúc này, nói nhảm ta không muốn nói nhiều. Nếu mọi người muốn sống, chỉ có một biện pháp, chính là đánh ra. Tề tâm hiệp lực cùng một chỗ đánh ra. Người ở phía ngoài khẳng định cũng sẽ nghĩ tới điểm này, bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra siêu cấp cường giả. Một bên có người nói. Huyết Yêu Vương nói. Mặc kệ bọn hắn phái cường giả gì, phái bao nhiêu người, với chúng ta mà nói đều giống nhau. Bởi vì chúng ta không có lựa chọn, chúng ta chỉ có thể đánh ra, hoặc chư vị ở đây cùng thế giới này hủy diệt. Trong điện trầm mặc lại. Một lát sau, có người đột nhiên nói. Có thể cùng người phía ngoài đàm phán không? Huyết Yêu Vương khẽ lắc đầu. Đã thử qua, thái độ của đối phương rất rõ ràng, chính là muốn chúng ta cùng tử giới biến mất. Vậy cũng chỉ có thể chiến. Người kia nói. Một bên, Mạc Thiên Khung khẽ gật đầu. Chư vị. Yêu Vương nói đúng, bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn khác, nếu muốn sống, chỉ có một con đường để đi, cái kia chính là đánh ra, cưỡng ép đánh ra. Nói đến đây, Mạc Thiên Khung nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Cường giả vi tôn, ta đề nghị mọi người chúng ta tạm thời do Huyết Yêu Vương thống lĩnh. Nếu không có một người thống lĩnh, chúng ta chia rẽ, căn bản không có cách nào chống lại, mọi người cảm thấy thế nào? Đối với cái này, mọi người không có ý kiến gì. Tuy Huyết Yêu Vương chưa từng ra tay, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là cường giả mạnh nhất ở đây. Huyết Yêu Vương cũng không từ chối, hắn đứng lên nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Kế hoạch của ta là, do ta mang theo một số người tiến vào truyền tống trận, ở một phương khác của truyền tống trận mở ra một không gian, sau đó người nơi này truyền tống đến trong không gian kia, cuối cùng chúng ta ở trong không gian kia cùng người phía ngoài quyết chiến. Đối với kế hoạch Yêu Vương nói. Mọi người đều tỏ vẻ không có dị nghị. Huyết Yêu Vương thấy mọi người không có dị nghị, nhẹ gật đầu, sau đó nói. Mạc huynh, Vạn huynh, Cốt huynh, còn có Dương Tiểu huynh theo ta đi tạo không gian. Dương Tiểu huynh. Trong tràng, rất nhiều người sửng sốt, người kia là ai? Rất nhanh có người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Huyết Yêu Vương, trong mắt có vẻ kinh ngạc, hắn thật không ngờ, Huyết Yêu Vương này lại gọi hắn đi cùng. Huyết Yêu Vương cười nói. Dương Tiểu huynh hẳn không có vấn đề chứ? Dương Diệp lắc đầu. Không có vấn đề. Vậy chúng ta liền lên đường. Huyết Yêu Vương nói. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một bên Mạc Thiên Khung, Thiên Vạn U còn có Cốt Khổ cũng biến mất theo. Dương Diệp suy nghĩ một chút, thân hình run lên, cũng biến mất ở trong đại điện. Trước truyền tống trận. Huyết Yêu Vương nói. Bốn vị, dùng thực lực của các ngươi, nếu muốn chạy đi, cơ hội đều rất lớn. Nhưng sau lưng bốn vị đều có một nhóm người, ta nghĩ bốn vị sẽ không bỏ xuống nhóm người phía sau mình chứ. Tự nhiên, Mạc Thiên Khung cười nói. Con của ta còn ở chỗ này. Huyết Yêu Vương khẽ gật đầu, sau đó nói. Đi thôi. Nói xong,
mấy người tiến vào trong truyền tống trận, rất nhanh truyền tống trận khởi động, mấy người biến mất. Rất nhanh, đám người Dương Diệp tiến vào thông đạo không gian. Không biết qua bao lâu, Huyết Yêu Vương ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta cách thế giới bên ngoài đã không xa, tối đa một khắc lộ trình, cho nên ở nơi này đi. Vừa nói, hai tay của hắn chậm rãi giơ lên, trong chốc lát, không gian chung quanh rung động kịch liệt, rất nhanh, hai tay Huyết Yêu Vương đẩy tới trước, thông đạo không gian trước mặt hắn đột nhiên hư ảo, không gian càng lúc càng lớn. Ra tay! Lúc này Huyết Yêu Vương đột nhiên nói. Cốt Khổ nhẹ gật đầu, hai tay nhẹ nhàng đẩy, thông đạo không gian hai bên hư ảo, cùng lúc đó Thiên Vạn U cũng bắt đầu ra tay. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Làm sao mở không gian? Trong tràng, mọi người quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai. Không biết à. Huyết Yêu Vương mỉm cười. Rất đơn giản, đây là thông đạo không gian trong truyền tống trận, người phá vỡ thông đạo không gian bên mình, không gian ở đây sẽ trở nên lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Thông đạo không gian run lên kịch liệt, thanh thế to lớn. Lúc này, Huyết Yêu Vương quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhẹ một chút. Dương Diệp. Một bên, Cốt Khổ nói. Nếu chấn hỏng thông đạo không gian, đến lúc đó rất phiền toái. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Cứ như vậy, đang lúc mọi người hợp lực, không gian chung quanh càng lúc càng lớn. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra, chỉ thấy cách đó không xa, Mạc Thiên Khung đột nhiên thu hồi hai tay, thân hình run lên. Hóa thành một đạo tinh quang biến mất ở xa xa. Chạy! Mọi người sửng sốt. Một lát sau, Huyết Yêu Vương lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới, ngay cả con mình cũng không cần. Bên cạnh Huyết Yêu Vương, Cốt Khổ nói. Nhi tử, chỉ cần hắn còn sống, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng nếu hắn chết, lại nhiều nhi tử thì có lợi ích gì? Huyết Yêu Vương nói. Cũng đúng, không quản hắn, chúng ta tiếp tục. Ước chừng sau hai canh giờ, không gian trong sân đã rộng khoảng chừng gần 10 vạn trượng. Mọi người thu tay lại. Huyết Yêu Vương nói. Chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, ở phần cuối thông đạo không gian đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ lớn, không gian bên kia bắt đầu rung động kịch liệt. Một lát sau. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phần cuối truyền đến. Nghe được thanh âm này, mọi người rùng mình, thanh âm này đúng là của Mạc Thiên Khung. Đã chết. Hơn nữa chết khả năng còn rất thê thảm. Trong tràng trầm mặc một hồi, Huyết Yêu Vương nói. Xem ra người trấn thủ bên kia còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Nói đến đây, đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại. Có người tới. Mọi người nhìn nơi xa, không gian bên kia rung động kịch liệt, rất nhanh, một nhân ảnh từ xa xa kích xạ tới. Chỉ chốc lát, một nam tử mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử khôi giáp nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, sau đó nói. Cút về. Huyết Yêu Vương đột nhiên bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Bành. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nam tử kim giáp kia đã bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nam tử kim giáp vừa dừng lại, khôi giáp trên người trực tiếp nát ra, cùng lúc đó, ở khóe miệng nam tử kim giáp chậm rãi tràn ra máu tươi. Nam tử kim giáp lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Thiện cảnh. Huyết Yêu Vương lạnh nhạt nói. Cút về nói cho những người ở sau lưng ngươi biết, người của tử giới, chẳng qua là muốn đi ra, không hơn. Nếu như ngay cả đường sống cũng không cho chúng ta, vậy mọi người ngọc thạch câu phần đi. Nói xong, Huyết Yêu Vương quay người rời đi. Đi ra. Nam tử kim giáp cười nhẹ, sau đó nói. Vị yêu vương này, bên ngoài bây giờ, là bách tộc liên quân. Các người đi ra như thế nào? Huyết Yêu Vương dừng bước. Nam tử kim giáp lại nói. Huyết Yêu Vương, đường sống ngược lại không phải là không có, bất quá nhìn ngươi có nguyện ý làm hay không. Nhân quân cầu hiền như nước, nếu Huyết Yêu Vương nguyện ý mang theo người phía sau đi theo nhân quân ra sức bảo vệ chư vị. Trừ cái đó ra. Nói đến đây, nam tử kim giáp đột nhiên chỉ Dương Diệp. Người này là nhân quân điểm danh muốn giết. Nếu các hạ giết hắn, sau đó giao hắn cho nhân quân nhất định. O-O-O-N-G. Lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Hai mắt Huyết Yêu Vương khẽ híp một cái, trong con ngươi lóe lên vẻ ngưng trọng.
Trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Ở trước mặt nam tử kim giáp, đứng một nam tử thanh sam, phía sau nam tử là một đôi cánh màu đen. Nam tử này, đúng là Dương Diệp. Lúc này kiếm trong tay Dương Diệp đang chống đỡ lấy cổ họng của nam tử kim giáp kia. Tay phải Dương Diệp nhẹ nhàng đỉnh đỉnh, sau đó nói. Nhân quân nhất định như thế nào? Nói, từ từ nói, ta nghe. Trong chàng, yên tĩnh im ắng. Nam tử kim giáp gắt gao nhìn Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến loại trình độ này. Bất quá đáng tiếc, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bên ngoài, người muốn ngươi chết, không chỉ có nhân tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết, sổ sách này, ta sẽ từ từ tính toán với bọn hắn. Nói xong. Kiếm quang lóe lên. Suy, đầu của nam tử kim giáp trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Kiếm thu, Dương Diệp nhìn về phía huyết yêu vương. Đối với lời người này mới nói, yêu vương thấy thế nào? Huyết yêu vương lạnh nhạt nói. Yêu tộc ta, sẽ làm nô tài cho nhân tộc. Nói xong, hắn quay người biến mất ở xa xa. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, thân hình run lên, cũng biến mất ngay tại chỗ. Nam Lân Sơn, trong đại điện. Huyết yêu vương đứng lên. Chư vị, sau một ngày, cùng bên ngoài quyết nhất tử chiến. Sống hay chết, nhìn trận chiến này. Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở bên cạnh hắn là đám người A-man, mà ở trước mặt mọi người, là 5 viên tiên tinh thạch. Dương Diệp nói. Các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, mục đích của chúng ta là chạy đi, mà không phải giết người. Giết lại nhiều người, nếu không thể chạy đi. Một chút ý nghĩa cũng không có. Mà bên huyết yêu vương, ta tin tưởng bọn hắn cũng lấy trốn làm chủ, mà sẽ không chính thức cùng người ở phía ngoài liều chết. Còn không có đánh đã nghĩ chạy trốn, này chỉ sợ là không đánh lại. Tần Xuyên nói. Vốn là đánh không lại. A-man nói. Bên ngoài là tất cả cường giả trong bách tộc, nhiều cường giả như vậy liên thủ, khẳng định còn có trận pháp của mình, bọn hắn đã làm xong chuẩn bị. Người của tử giới tuy thực lực cá nhân đều rất không tồi, nhưng đều là vội vàng tập hợp, căn bản không có tính kỷ luật. Ngươi nói, đánh như thế nào? Lúc này Dương Diệp nói. Đánh vẫn phải đánh, chỉ có đánh, mới có đường sống. Nhưng mục đích chủ yếu của chúng ta là đánh ra một con đường sống. Những cường giả yêu tộc kia, còn có những người kia, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn bán đồng đội. Cho nên chúng ta nhất định phải có tâm phòng người. Miễn đến lúc đó biến thành vật hy sinh của người khác. A-man nhẹ gật đầu, sau đó nói. Nếu như không có cơ hội chạy ra thì sao? Dương Diệp nói. Vậy cũng chỉ có thể bị giết chết rồi. Khi đó, giết nhiều mấy người lợi nhuận A. Nghe vậy, bầu không khí có chút ngưng trọng lên. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó đi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn qua, lúc này vô số yêu thú cùng cường giả nhân tộc đang tụ tập về phía truyền tống trận. Kỳ thật, bọn hắn cũng chỉ là muốn sống. Lúc này A-man xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp nói. Man tỷ, ngươi nói một chút, những người phía ngoài kia, vì sao phải chém tận giết tuyệt người của tử giới? Uy hiếp, lợi ích. A-man nói. Nếu như chỉ là uy hiếp, bọn hắn sẽ không làm như vậy, dù sao người của tử giới đều không phải kẻ yếu gì. Cho nên ngoại trừ uy hiếp, hẳn còn có lợi ích. Lợi ích để cho bách tộc động tâm. Lợi ích, Dương Diệp nói. Tử giới này có thứ tốt gì? Không phải lợi ích này. A-man nói. Ngươi suy nghĩ một chút, bên ngoài bây giờ, bố cục đã thành, đại thiên vũ trụ đã bị bách tộc chia cắt, hiện tại thêm ra nhiều yêu thú và người như vậy, đây chẳng phải là lợi ích của bọn hắn sẽ bị chia cắt ra sao? Nói đến đây, A-man cười nhẹ. Tài nguyên là đồ vật tất cả các tộc để ý nhất. Bởi vì có tài nguyên, mới có thể nuôi dưỡng được siêu cấp cường giả. Có thể nói, tài nguyên là mệnh căn của một gia tộc, một chủng tộc. Dương Diệp cười nhẹ. Man tỷ ở trong man tộc có thân phận gì? A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vì sao hỏi như vậy? Dương Diệp nói. Chỉ là có chút tò mò. A-man nói. Nếu có thể còn sống ra ngoài, đến man tộc ngươi sẽ biết. Còn sống ra ngoài. Dương Diệp hít sâu một hơi. Chúng ta đều sẽ sống đi ra. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng. Truyền tống đài. Lúc này bốn phía truyền tống đài đã tụ tập vô số cường giả. Ở trên không trung, cầm đầu là Huyết Yêu Vương, ở bên cạnh Huyết Yêu Vương là đám người Dương Diệp.
Tất cả yêu thú và người đều nhìn Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua đám người rậm rạp chằng chịt phía dưới. Chư vị, hy vọng mọi người có thể thấy được mặt trời 3 ngày sau. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Mở trận. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động. Huyết Yêu Vương nhìn về phía đám người Dương Diệp cùng Thiên Vạn. U, chúng ta xung phong. Nói xong, thân hình run lên, xuất hiện ở trên truyền tống trận. Đám người Dương Diệp cũng không do dự, thân hình run lên, xuất hiện ở trên truyền tống trận. Rất nhanh, đám người Dương Diệp trên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Mà sau khi đám người Dương Diệp biến mất, những yêu thú cùng nhân loại ở chung quanh cũng nhao nhao đi lên truyền tống đài. Cứ như vậy, cường giả của tử giới liên tục không ngừng tiến vào trong truyền tống trận. Đám người Dương Diệp rất nhanh đi tới vùng không gian mà Huyết Yêu Vương mở, Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện khác thường nào. Sau lưng là đại quân nhân loại cùng yêu thú liên tục không ngừng, một lúc lâu sau, sau lưng đám người Huyết Yêu Vương đã tụ tập gần 10 vạn yêu thú, trong đó còn có mấy vạn cường giả nhân tộc. Lúc này, Huyết Yêu Vương đứng lên. Đánh đi. Nói xong, hắn muốn ra tay, đúng lúc này, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết Yêu Vương ngừng lại. Lão giả áo trắng nhìn lướt qua đám người Huyết Yêu Vương. Người tử giới thần phục, còn có một đường sinh cơ, bằng không thì, hôm nay bọn ngươi. Ngay lúc này, Huyết Yêu Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả áo trắng kia, chỉ nháy mắt, đấm ra một quyền. Lão giả áo trắng bị một quyền này đánh bay hơn ngàn trượng. Huyết Yêu Vương thu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói. Làm nô tài của các ngươi, nếu như vậy, ta tình nguyện bọn hắn đều chết hết. Ít nhất như vậy, bọn hắn còn có tôn nghiêm. Xa xa, lão giả áo trắng kia lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói. Đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hai tay Huyết Yêu Vương thả lỏng phía sau. Đi thôi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo bạch quang bắn mạnh tới. Ở bên cạnh hắn, đám người Dương Diệp theo sát. Rất nhanh, Huyết Yêu Vương ngừng lại, ở bốn phía bọn họ xuất hiện một quang võng thật lớn. Trận pháp. Đột nhiên, những khe hở kia hóa thành một luồng sáng trắng biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong bầy yêu thú sau lưng đám người Dương Diệp. Trong nháy mắt, vô số yêu thú bị những bạch quang kia thiết cắt thành mảnh vụn. Huyết Yêu Vương trầm giọng nói. Ra tay. Nói xong, tay phải tìm tòi về phía trước, sau đó mãnh liệt chảo một cái. Rầm rầm. Cách đó không xa, mấy đạo bạch sắc trực tiếp nổ bể ra. Đám người Dương Diệp cũng nhao nhao ra tay, rất nhanh, những bạch quang kia biến mất không thấy gì nữa, nhưng lúc này đây, khoảng chừng mấy nghìn yêu thú biến mất. Sắc mặt Huyết Yêu Vương vô cùng âm trầm. Lúc này, một giọng nói từ xa xa truyền đến. Huyết Yêu Vương, đây chỉ là bắt đầu. Nói xong, một trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau lưng trung niên là một đội binh lính mặc khôi giáp màu vàng, vừa vặn một vạn. Mà ở bốn phía đám người Dương Diệp, còn xuất hiện một ít cường giả, những cường giả này có ma tộc, có thiên tộc, có linh tộc, còn có man tộc. Trung niên đi tới cách Huyết Yêu Vương không xa. Tại hạ nhân tộc Tiêu Vô Y, nghe lệnh của nhân quân đến hỏi Huyết Yêu Vương một câu, hàng hay không hàng. Nếu không thần phục, từ nay về sau, giữa chúng ta chỉ biết dùng quả đấm đến trao đổi. Nếu thần phục, nhân quân nguyện ý đánh đổi khá nhiều đổi lấy các hạ cùng yêu thú sau lưng các hạ. Huyết Yêu Vương cười nhẹ. Nhân quân kia trả giá khẳng định rất lớn, bằng không thì, bọn người thiên tộc kia sẽ không cho phép hắn làm như vậy, đúng không? Tiêu Vô Y lạnh nhạt nói. Đây là chuyện của chúng ta. Huyết Yêu Vương, nhân quân cũng không phải muốn ngươi làm nô tài nhân tộc, mà là mời ngươi gia nhập nhân tộc. Huyết Yêu Vương, ngươi có nghĩ qua, cho dù các ngươi chạy đi, các ngươi lại có thể đi nơi nào không? Đi nơi nào? Huyết Yêu Vương trầm mặc. Vấn đề này, hắn có nghĩ qua, yêu thú phía sau hắn cũng không phải một điểm hai điểm, là có rất nhiều, sau khi đi ra, bọn hắn nên đi nơi nào? Đi yêu tộc, đó là tuyệt đối không được. Bọn hắn đi yêu tộc, chẳng khác nào khai chiến với các yêu vương của yêu tộc. Lúc này Tiêu Vô Y lại nói. Huyết Yêu Vương, đại thiên vũ trụ, không có chỗ cho các ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, nhân tộc có vị trí của các ngươi, nhân quân đã lập một châu, chỗ đó, thích hợp các ngươi cư trú, mà các ngươi, cũng không phải nô tài của nhân tộc, các ngươi cùng nhân tộc chúng ta là bình đẳng.
đây là nhân quân hứa hẹn với ngươi. Sau lưng Huyết Yêu Vương, những yêu thú kia đã có chút động tâm. Hai mắt Huyết Yêu Vương chậm rãi đóng lại. Yêu cầu của nhân quân là gì? Tiêu Vô Y cười nói. Rất đơn giản, hy vọng sau khi các hạ gia nhập nhân tộc, cùng nhân tộc tiến thối. Huyết Yêu Vương khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Tiêu Vô Y nói. Huyết Yêu Vương, thành ý của nhân quân rất đủ. Vì bảo vệ ngươi cùng những yêu thú phía sau ngươi, hắn hy sinh cái giá rất lớn mới khiến cho bách tộc bỏ qua. Đương nhiên, nếu như yêu vương ngươi thật không muốn gia nhập nhân tộc, cũng không sao, nhân quân nói, hắn không bắt buộc. Không gian yên tĩnh trở lại. Qua hồi lâu, Huyết Yêu Vương quay người nhìn thoáng qua sau lưng là yêu thú rậm rạp chẳng chịt. Những yêu thú này đều đi theo hắn. Chúng ta nghe yêu vương. Lúc này có yêu thú đột nhiên nói. Nghe yêu vương. Vô số yêu thú cùng kêu lên hò hét. Huyết Yêu Vương mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Y. Được, ta đáp ứng. Tiêu Vô Y nở nụ cười, lúc này hắn nhìn về phía Dương Diệp. Huyết Yêu Vương, người này là nhân quân muốn giết, mà hắn vừa vặn ở bên người yêu vương, sao yêu vương không ra tay giết hắn, dùng cái này đến tỏ vẻ thành ý của yêu vương đối với nhân quân. Huyết Yêu Vương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Vô số yêu thú cũng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Xiết Dương Diệp. Chung quanh Dương Diệp, đám người A-man vây quanh, thần sắc tràn đầy đề phòng. Huyết Yêu Vương trầm mặc. Lúc này Tiêu Vô Y lại nói. Huyết Yêu Vương, không muốn động thủ sao? Huyết Yêu Vương nhìn về phía Tiêu Vô Y. Ta nào biết ngươi có phải phân hóa chúng ta hay không? Tiêu Vô Y cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn đánh cuộc một lần? Cược thắng. Mình cùng yêu thú sau lưng còn sống. Nếu đánh bạc thua, thứ cho ta nói thẳng, coi như các ngươi đánh ra, nhưng đại thiên vũ trụ là thiên hạ của bách tộc, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Huyết Yêu Vương lần nữa trầm mặc, hiển nhiên có chút do dự. Qua hồi lâu, Huyết Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vô Y, Tiêu Vô Y cười nói. Ta biết ngươi đang băn khoăn cái gì, yên tâm, nhân quân là thánh quân của nhân tộc ta, hắn nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt sẽ không làm loại chuyện tình nuốt lời. Hơn nữa, hắn đã thể hiện thành ý của hắn rồi. Hiện tại, nên tới phiên Huyết Yêu Vương ngươi biểu hiện ra thành ý của mình. Thành ý này, chính là giết Dương Diệp. Ngay lúc này, bên cạnh Huyết Yêu Vương, một yêu thú đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở đỉnh đầu của Dương Diệp, sau một khắc, tay phải mãnh liệt vỗ Dương Diệp một cái. Lực lượng cường đại làm cho không gian chung quanh Dương Diệp giãn nứt ra. Cút. Lúc này, A-man đột nhiên gầm lên giận dữ, lang nha bổng trong tay mãnh liệt đập một phát. Bành! Yêu thú kia bị một gậy của A-man đập bay ra ngoài. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Lúc này, Dương Diệp khẽ nở nụ cười, hắn nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Không nghĩ tới, một khắc trước là minh hữu, giờ khắc này đã biến thành địch nhân rồi. Huyết Yêu Vương trầm giọng nói. Thời điểm yêu thú ở bên cạnh hắn động thủ. Thì đồng nghĩa với việc này, đã không có chút nào khoan nhượng rồi. Mà bây giờ những lời này, đã tương đương với bày tỏ thái độ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Vô Y. Không nghĩ tới nhân quân hắn còn nhớ ta. Không chỉ nhân quân, Tiêu Vô Y cười nói. Trong bách tộc, rất nhiều tộc đều đang nhớ ngươi. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói là nhớ kiếm trong tay ngươi. Có được thứ không nên nắm giữ. Là sẽ chết. Thật sao? Dương Diệp cười cười. Tới thử xem. Tiêu Vô Y nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Lúc này huyền khí trong cơ thể đám người A-man bắt đầu chuyển động, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. A-man! Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, xuất hiện một lão giả. Lão giả đi tới trước mặt A-man, trầm giọng nói. A-man, theo ta trở về. Đám người Dương Diệp nhìn về phía A-man, A-man trầm giọng nói. Lê Thúc, ta không thể đi. Lão giả kia khổ sở nói. A-man, những chuyện này, chúng ta không thể lẫn vào. Ngươi là tương lai của gia tộc chúng ta, coi như ngươi không suy nghĩ chính ngươi, nhưng ngươi cũng phải nghĩ tới gia tộc chứ. Còn có phụ thân của ngươi, đệ đệ của ngươi. A-man nắm chắc hai tay, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Nếu thời điểm này đi. Ta cả đời sẽ không tha thứ mình. Lê Thúc, trở về nói cho tiểu tử kia, sau này trọng trách của gia tộc phải dựa vào hắn đến gánh.
Lê Thúc kia còn muốn nói điều gì, Aman đã khoát tay áo. Ý ta đã quyết. Lê Thúc nóng nảy, đột nhiên hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Dương Diệp. Vị Dương tiểu hữu này, Aman là giường cột tương lai của gia tộc bọn ta thật không thể tổn thất nàng, kính xin tiểu hữu hỗ trợ khuyên nhủ. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này lại là một trung niên đột nhiên xuất hiện, ánh mắt trung niên kia rơi vào trên người Tần Xuyên, cả giận nói. Tần Xuyên, bỏ tới đây cho lão tử. Tần Xuyên nhìn thoáng qua trung niên này, trong mắt có vẻ kiêng kỵ, nhưng hắn lắc đầu. Cha, lúc này không được. Ngươi nói cái gì? Trung niên giận dữ. Tần Xuyên chỉ vào đám người Dương Diệp. Cha, huynh đệ của chúng ta đều ở đây, ngươi bảo ta cút đi. Sắc mặt trung niên âm trầm, nhưng ngữ khí nhu hòa một chút. Việc này, không thể lẫn vào. Tần Xuyên lắc đầu. Ta bất kể, ta chỉ biết, hôm nay ta không thể đi. Hoặc muốn đi, mọi người cùng đi. Trung niên nhìn Tần Xuyên hồi lâu, sau đó ôn nhu nói. Ngươi phải hiểu được, ngươi không chỉ có huynh đệ, còn có phụ thân mẫu thân, còn có gia tộc. Tần Xuyên trầm mặc. Lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói. Trở về đi. Tần Xuyên nhìn về phía Dương Diệp nói. Đây là chuyện ta chọc ra, không có quan hệ gì tới các ngươi không cần liên lụy vào. Không quan hệ. Tần Xuyên cười nhẹ. Sao có thể không quan hệ? Ngươi chớ nói những thứ này, hôm nay, muốn đi mọi người cùng đi, muốn chết, mọi người cùng chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trung niên. Cha, ta đã quyết định, ngươi trở về đi. Hai mắt trung niên kia chậm rãi đóng lại. Ngươi cái gia hỏa bất hiếu này. Tần Xuyên cười nói. Không có cách nào, có một số việc là nhất định phải làm. Trung niên không có nói chuyện, hắn lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong tràng, không ngừng có người đi ra, yêu cầu người đứng phía sau Dương Diệp ly khai. Nhưng sau lưng Dương Diệp không có một người ly khai. Ha ha! Một bên, Tiêu Vô Y khẽ cười nói, Dương Diệp, không nghĩ tới người có nhiều huynh đệ như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương, là thời điểm ngươi nên lựa chọn. Trong tràng, Huyết Yêu Vương trầm mặc mấy tức, đột nhiên hắn về phía Dương Diệp đánh một quyền. Đấm ra một quyền, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Huyết Yêu Vương cũng không dừng tay, bước tới trước bước ra, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, một đạo kiếm quang kích xạ đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt. Huyết Yêu Vương không có trốn tránh, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm, đạo kiếm khí kia của Dương Diệp lập tức hóa thành hư vô. Một quyền anh vỡ kiếm khí của Dương Diệp, Huyết Yêu Vương bước ra một bước, cách không vỗ Dương Diệp một chưởng, lực lượng kinh khủng lập tức xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ nháy mắt, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt bổ một phát. Bành! Lực lượng của Huyết Yêu Vương bị đánh tán, nhưng Dương Diệp cũng lui về phía sau trăm trượng. Cùng lúc đó, khóe miệng Dương Diệp chậm rãi tràn ra một ngụm máu tươi. Áp chế! Thực lực áp chế! Tuy Dương Diệp bị Huyết Yêu Vương áp chế gắt gao, nhưng trong lòng mọi người như trước cực kỳ chấn động. Dương Diệp này, chẳng qua là minh cảnh ngũ đoạn, mà Huyết Yêu Vương, là cường giả thiện cảnh. Cách đó không xa, sắc mặt Tiêu Vô Y có chút âm trầm, tốc độ trưởng thành của Dương Diệp thật quá kinh người. Nếu như để cho Dương Diệp tiếp tục trưởng thành, tương lai nhất định là đại địch của nhân quân. Siêu cấp thiên tài có tiềm lực như vậy, vẫn phải chết mới tốt. Trước mặt Dương Diệp, trong mắt Huyết Yêu Vương hiện lên vẻ phức tạp. Ngươi ưu tú hơn ta tưởng tượng. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Ngươi thì mạnh hơn ta tưởng tượng. Huyết Yêu Vương mặt mày buông xuống. Làm việc này, làm trái bản tâm, nhưng vì thủ hạ phía sau, ta không có lựa chọn nào khác. Nói xong, hắn bước tới trước bước ra, cả người quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chỉ nháy mắt, hắn đấm ra một quyền. Lúc này đây, Dương Diệp không có trốn tránh, hai tay nắm kiếm mãnh liệt bổ xuống. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp lại bị chấn bay ra ngoài, Huyết Yêu Vương muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất. Trong tràng, rất nhiều người đã không cách nào nhìn thấy Dương Diệp. Đồng tử của Huyết Yêu Vương co rụt lại, đấm ra một quyền. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Huyết Yêu Vương bay về sau trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngây người. Minh cảnh ngũ đoạn đẩy lui cường giả thiện cảnh. Cách đó không xa,
hai tay Tiêu Vô Y chậm rãi nắm lại, hắn đã chuẩn bị tự mình xuất thủ. Trong tràng, Huyết Yêu Vương nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, ở trong lòng bàn tay hắn, có một vết kiếm hằn sâu, đã thấy bạch cốt. Trầm mặc một cái chớp mắt, Huyết Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm này, so với một kiếm trước đó càng nhanh, càng mạnh hơn nữa. Những nơi Dương Diệp đi qua, không gian bị xé tan thành phấn. Trong mắt Huyết Yêu Vương lướt qua vẻ ngưng trọng. Đây hoàn toàn không phải chiến lực của một minh cảnh ngũ đoạn nên có. Huyết Yêu Vương thu hồi suy nghĩ, lui về phía sau một bước, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, trên quyền lập lòe hàn mang, sau một khắc, hắn mãnh liệt oanh về phía trước. Xuy! Trước mặt Huyết Yêu Vương, không gian trực tiếp mai một. Ầm! Trong tràng đột nhiên vang lên tiếng nổ vang, rất nhanh, một đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này là Dương Diệp. Huyết Yêu Vương cũng lui về phía trăm trượng. Ngay thời điểm Dương Diệp bị đánh bay, Tiêu Vô Y đột nhiên biến mất, nhưng lúc này, Aman, Đao Cuồng và Linh đồng thời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ba người đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm. Theo ba tiếng nổ vang lên, Aman, Đao Cuồng và Linh bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ba người không ngừng phun máu. Tiêu Vô Y là cường giả thiện cảnh. Đám người Aman sao có thể là đối thủ của hắn? Tiêu Vô Y nhìn thoáng qua đám người Aman, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, thân hình run lên, lần nữa bắn mạnh về phía Dương Diệp. Tuyệt sát Dương Diệp. Đây là ý tưởng của hắn bây giờ, hắn không muốn kéo dài nữa, để ngừa có biến. Xa xa, Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này ba người Aman lần nữa ngăn ở trước mặt Tiêu Vô Y, nhưng lại bị Tiêu Vô Y tiện tay chấn bay ra ngoài. Lúc này đây, Tiêu Vô Y không có ra tay, hắn nhìn về phía đám người Aman. Các ngươi đã muốn chết cùng hắn, ta sẽ thành toàn các ngươi. Nói xong, hai tay hắn vẫy một cái, trong chốc lát, vô số luồng sáng lấp lánh kích bắn về phía đám người Aman. Xa xa, thân hình Dương Diệp run lên, muốn ra tay, nhưng lúc này, Huyết Yêu Vương kia đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp lập tức đỏ lên. Nếu bọn hắn có cái gì không may, Huyết Yêu Vương, ta nhất định giết sạch đời đời con cháu của ngươi. Huyết Yêu Vương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngươi không có cơ hội. Nói xong, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Thần sắc của Dương Diệp dữ tợn, muốn ra tay, đúng lúc này. Chíu, u, u. Một tiếng xé gió đột nhiên từ phần cuối của thông đạo không gian truyền đến, rất nhanh, một vệt kim quang xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người, kim quang càng lúc càng lớn, trực chỉ Huyết Yêu Vương. Nhìn thấy một màn này, Huyết Yêu Vương lập tức ngừng tấn công, một quyền đánh về phía đạo kim quang kia. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Huyết Yêu Vương bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mọi người phát hiện, quả đấm của hắn đã thối rữa. Ở trước mặt Huyết Yêu Vương không xa, xuất hiện một cây gậy màu vàng, Hầu Ca. Dương Diệp cau mày, rất nhanh, ở bên cạnh cây gậy kia, xuất hiện một hầu tử toàn thân nổi lên hỏa diễm. Thân người mặt khỉ. Hầu Ca, sao ngươi lại tới đây? Dương Diệp kinh ngạc nói. Lúc này Tiêu Vô Y cũng dừng lại, khi nhìn thấy hầu tử, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Ngoại trừ khó coi, còn có kiêng kỵ, hiển nhiên, hắn biết thân phận của hầu tử. Hầu tử nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào đám người bên cạnh Tiêu Vô Y, đám người kia hình thể cao lớn lạ thường, hiển nhiên là yêu thú biến thành. Nhìn thấy hầu tử, bọn yêu thú này vô cùng sợ hãi, nhao nhao cúi đầu, không dám đối mắt. Cút! Hầu tử đột nhiên nói. Đám yêu thú kia không dám nói nhảm, lập tức xoay người rời đi. Lúc này hầu tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tìm ngươi đã lâu. Tìm ta. Dương Diệp khó hiểu. Hầu tử nói. Có việc cần ngươi hỗ trợ, có nguyện đi với ta một chuyến không? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó vội vàng gật đầu. Đương nhiên. Hiện tại không đi, cái kia chính là ngu xuẩn. Hầu tử khẽ gật đầu. Hầu tử khẽ gật đầu. Đi. Nhưng lúc này, Tiêu Vô Y đột nhiên chắn ở trước mặt hầu tử, Tiêu Vô Y nhìn thoáng qua hầu tử. Các hạ, người này là nhân quân muốn giết, các hạ. Nhân quân. Hai mắt hầu tử híp lại. Vậy thì thế nào? Tiêu Vô Y sầm mặt lại. Tựa hồ các hạ đã quên ước định giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Hầu tử nói.
nơi này là khu vực của nhân tộc. Tiêu Vô Ý á khẩu không trả lời được, bởi vì địa phương này, nghiêm chỉnh mà nói, chưa tính là địa giới của nhân tộc. Lúc này hầu tử lại nói, coi như là khu vực nhân tộc, ta muốn mang hắn đi thì mang hắn đi, rõ ràng chưa? Sắc mặt Tiêu Vô Ý vô cùng khó coi, nhưng không dám nói gì. Người trước mắt này, không chỉ yêu tộc, ngay cả bách tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Phải biết, cho dù là Phật gia, người trước mắt này cũng dám khiêu khích khai chiến, huống chi nhân tộc. Hầu tử không để ý tới Tiêu Vô Ý, mà nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp chỉ đám người A-man. Ta muốn bọn hắn cùng ta đi, kính xin hầu ca giúp một việc. Hầu tử nhìn thoáng qua đám người A-man, sau đó nói. Đi. A-man nhìn thoáng qua hầu tử. Đa tạ. Vừa nói, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bảo trọng. Dương Diệp cười nói. Các ngươi cũng thế. A-man nhẹ gật đầu. Có thời gian mọi người tụ họp. Được. Dương Diệp nói. Ở dưới Dương Diệp cùng hầu tử nhìn theo, đám người A-man nghênh ngang rời đi, không có một người dám ngăn cản. Mà Tiêu Vô Ý thì sắc mặt khó coi, đây là vẽ mặt. Cái tát rất vang dội. Cuối cùng, đám người A-man rời đi hết, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Vô Ý cùng Huyết Yêu Vương. Sổ sách này, Dương Diệp ta nhớ kỹ, ngày sau chúng ta chậm rãi tính toán. Nói xong, hắn nhìn về phía hầu tử. Đi thôi. Hầu tử khẽ gật đầu. Tay phải vung lên, hắn cùng Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, bầu không khí có chút ngưng trọng. Bất kể là Tiêu Vô Ý hay Huyết Yêu Vương, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Thiên phú của Dương Diệp bọn hắn đã thấy được, không phải khủng bố bình thường. Tiếp tục để cho Dương Diệp trưởng thành, đây tuyệt đối là một uy hiếp to lớn. Mà vừa rồi là thời điểm giết Dương Diệp tốt nhất, nhưng bọn hắn không nghĩ tới nửa đường nhảy ra hầu tử. Hiện tại không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Trong tràng, Tiêu Vô Ý trầm mặc hồi lâu, sau đó nói khẽ. Xem ra phải dùng thủ đoạn ác liệt rồi. Sau khi ly khai tử giới, Dương Diệp bị hầu tử dẫn tới yêu tộc. Trên đường, Dương Diệp hiếu kỳ nói. Hầu ca, ngươi một mực đang tìm ta. Hầu tử nhẹ gật đầu. Có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Dương Diệp hỏi, hầu tử nói. Ngươi rất nhanh thì biết. Nói xong, tốc độ hầu tử nhanh hơn. Ước chừng một lúc lâu sau, hầu tử ngừng lại. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, lúc này bọn hắn ở trên một ngọn núi cao, sau lưng bọn họ không xa, là một thác nước to lớn, thác nước dài rộng chừng mấy trăm trượng. Hầu tử đột nhiên ngẩng đầu. Biết rõ chư thiên chi thượng là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Hầu tử nói, chư thiên thần Phật. Dương Diệp khó hiểu. Chư thiên thần Phật, có ý tứ gì? Hầu tử nói. Có ít người cường đại, tự xưng là thần eo Phật, bọn hắn cảm giác mình bao trùm ở trên bách tộc. Nghe thế, Dương Diệp đại khái hiểu hầu tử nói tới ai rồi. Hẳn là đạo gia, binh gia, Phật gia còn có in khô gia. Hầu tử nói. Rất lâu trước kia, sau khi thần tộc biến mất, những thế lực này đã bắt đầu nội loạn, cũng chính là đạo thống chi tranh, đạo tê khống chi tranh, không chỉ nội bộ tranh giành. Còn có ngoại bộ tranh giành. Vì vậy, bọn hắn cần bách tộc đứng thành hàng, nhân tộc tín ngưỡng nho gia, thiên tộc tín ngưỡng đạo gia, mà yêu tộc tín ngưỡng Phật gia. Yêu tộc tín ngưỡng Phật gia. Dương Diệp nhìn thoáng qua hầu tử. Hầu ca, ngươi không giống như tín ngưỡng Phật gia a. Trong mắt hầu tử hiện lên vẻ khinh thường. Vạn vật có linh, bọn hắn dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Muốn ta tín ngưỡng bọn hắn? Không. Ta chỉ tín ngưỡng chính mình. Dương Diệp nói. Sau đó Phật gia bắt đầu ra tay với ngươi, đúng không? Hầu tử nhẹ gật đầu. Với bọn hắn mà nói, người tin bọn họ sống, người không tin chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này tìm ngươi, là muốn để cho ngươi giúp một việc. Giúp cái gì? Dương Diệp nói. Hầu tử quay đầu nhìn về phía dưới là mấy trăm con hầu tử hình thể khôi ngô. Lúc này, mấy trăm cự viên đều đang nhìn hầu tử. Hầu tử nói, giúp ta trông bọn nó một năm. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc. Hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Năm đó Phật gia vì để cho ta thần phục, phái người đánh lén linh viên sơn của ta, trận chiến ấy, tuy ta tru sát người Phật gia tới, nhưng viên tộc ta cũng tổn thất nặng nề. Những thứ này,
là linh viên cuối cùng của viên tộc ta. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua kim bổng trong tay. Hiện tại, thương thế của ta đã triệt để khôi phục, Phật gia cũng nên vì năm đó bọn họ làm những chuyện kia mà trả giá thật lớn. Ta muốn đi Tây Thiên Phật giới, nhưng ta lo lắng chúng. Dương Diệp nhìn thoáng qua những hầu tử kia, rất nhanh sắc mặt hắn sầm lại. Hầu ca, những thủ hạ này của ngươi, trong đó một ít còn mạnh hơn ta. Hầu tử nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ngươi đáp ứng, giờ phút này, chúng đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cho đến ta trở về mới thôi. Dương Diệp nói, ý của ta là, chúng lợi hại hơn ta, căn bản không cần ta chiếu cố a. Hầu tử khẽ lắc đầu. Chúng không am hiểu lục đục với nhau, nếu như ta ly khai, trong yêu tộc này, nhất định có rất nhiều yêu vương có ý đồ với chúng. Có vài yêu vương, là rất muốn cầm linh viên nhất tộc ta giao cho Phật gia tranh công. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Hầu ca ngươi muốn đi Phật gia. Hầu tử nhẹ gật đầu. Có nắm chắc không? Dương Diệp hỏi. Hầu tử cười nói. Không nắm chắc cũng phải đi làm, mấy vạn hầu tử hầu tôn không thể chết vô ích. Yên tâm, tuy Phật gia mạnh, nhưng lão tôn ta đã tu luyện thành bất diệt kim thân, coi như vị Phật tổ kia cũng đừng nghĩ đơn giản giết ta. Dương Diệp cười khổ. Hầu ca, ta cảm thấy ngươi có chút xúc động rồi. Hầu tử nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta là cùng loại người. Hử. Dương Diệp khó hiểu. Hầu tử nói. Chịu không nổi một chút ủy khuất. Cũng phải, vì sao phải ủy khuất? Người khác không để cho chúng ta thoải mái. Vì sao chúng ta phải để cho bọn hắn thoải mái? Dương Diệp trầm mặc. Hầu tử nói. Ta ở trong yêu tộc đã từng có một hai bằng hữu, nhưng bởi vì đối địch với Phật gia, bây giờ đã không lui tới. Có thể nói, linh viên tộc ta ở trong yêu tộc, là bị cô lập. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, ta và ngươi quen biết không lâu, nhưng tính cách hợp nhau. Ăn ngay nói thật, tìm ngươi đến, thực sự không phải vì thực lực của ngươi, mà vì vị đạo tổ phía sau ngươi kia. Nếu ta không thể trở về, ta hy vọng chúng nó có thể đầu nhập vào ngươi, đầu nhập vào ngươi, tương đương đầu nhập vào đạo gia, có đạo gia che chở, chúng sống hẳn không có vấn đề. Thì ra là thế. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Hầu ca, ta đáp ứng. Ta sẽ hỗ trợ trông bọn nó, sau một năm, nếu ngươi không trở về, ta sẽ dẫn chúng rời đi nơi này, yên tâm, coi như đạo gia không chứa chấp chúng, ta cũng sẽ bảo vệ chúng. Như hầu tử nói, hắn cùng với hầu tử quen biết rất ngắn, nhưng bởi vì tính cách, hai người mới quen đã thân, có thể nói là bạn vong niên. Mà hầu tử cũng nhiều lần ở thời điểm hắn nguy hiểm tương trợ, phần nhân tình này rất lớn. Hiện tại hầu tử cần giúp đỡ, hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Hầu tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ bả vai Dương Diệp. Ngươi thân ở trong vòng xoáy, cái vòng xoáy này vượt qua ngươi ta tưởng tượng, ta cũng bất lực, tóm lại, cho dù tiến vào đạo gia, ngươi cũng phải cẩn thận. Những thế lực này, đều là nhìn tiềm lực mà đối đãi người, ngươi có tiềm lực, bọn hắn vô hạn nâng ngươi, trợ giúp ngươi, nhưng nếu ngươi không có tiềm lực, bọn hắn còn tàn khốc hơn bất luận kẻ nào. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Hầu tử mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Phật muốn giết ta, vậy trước diệt Phật, thần muốn giết ta, vậy ta sát thần. Nói xong, một vệt kim quang đột nhiên phóng lên trời, thẳng cuối chân trời. Hầu tử đi rồi. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc. Hắn không biết hầu tử còn sống trở về hay không, thực lực của Phật gia kia, hắn không quá rất rõ, nhưng thế lực có thể sánh vai đạo gia, sẽ là kẻ yếu sao. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, hầu tử khẳng định có thể còn sống trở về. Thu hồi suy nghĩ, thân hình Dương Diệp run lên, đi tới trước mặt bầy vượn. Bọn hầu tử này số lượng chỉ chừng 100 con, nhưng thực lực rất mạnh, trong đó cự viên màu đen cầm đầu, ít nhất là thiện cảnh. Lúc này, cự viên màu đen đi tới trước mặt Dương Diệp. Bảo ta hắc viên là được, từ hiện tại, trên dưới linh viên sơn đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi, sau lưng hắc viên. Những hầu tử kia cũng nhao nhao gật đầu. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Yêu tộc ở phụ cận này, tộc nào đối với chúng ta có uy hiếp nhất? Hắc phiên trầm giọng nói. Vùng này của chúng ta, tên là Nam Yêu Sơn Mạch, ở khu vực này có ba vị yêu vương, theo thứ tự là phía Bắc Thương Mãng Yêu Vương, còn có cách chúng ta mấy trăm ngàn dặm Thôn Thiên Yêu Vương.
cùng linh viên tộc quan hệ như thế nào? Dương Diệp hỏi. Hắc Phiên lắc đầu. Hai yêu vương kia đều bị lão tổ đánh qua. Dương Diệp. Hắc Phiên nói. Yên tâm, trong một năm, không có bất kỳ yêu tộc nào dám xâm phạm linh viên sơn. Nếu như sau một năm, lão tổ hắn chưa trở về, khi đó cả yêu tộc khả năng sẽ là địch nhân của chúng ta. Mà nếu hắn có thể trở về, chúng ta ở yêu tộc, sẽ không còn địch nhân. Một năm. Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía là núi lớn mờ mịt, vô cùng vô tận. Một năm sau, nếu hầu tử không trở về, hắn sẽ đối mặt phiền toái cực kỳ to lớn. Bất quá, phiền toái lại lớn hắn cũng phải khiêng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói. Cho ta một chỗ yên tĩnh. Hắc Phiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn thác nước nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, thác nước kia từ chính giữa tách ra hai bên. Thân hình Dương Diệp run lên, tiến vào thác nước kia. Sau thác nước, có khoảng trời riêng. Trong sơn động, không có vật gì, ở trên vách động có tảng đá kỳ dị lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Thích hợp tu hành. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tiến vào trong hồng mông tháp. Địa sát. Minh đạo lục sát, hắn đã nắm giữ nhân sát, hiện tại hắn chuẩn bị nghiên cứu địa sát, bởi vì cảnh giới của hắn đã đủ. Cái gọi là địa sát, đã có chiêu thức, mượn nhờ đại địa chi lực tới giết người. Đại địa chi lực, có thể nói là vô cùng vô tận, đứng ở trên mặt đất, lực lượng của hắn có thể vô cùng vô tận, đương nhiên, cái vô cùng vô tận này điều kiện tiên quyết là thân thể của hắn có thể trèo chống. Hơn nữa, thu hoạch đại địa chi lực, chẳng khác gì đang cướp đoạt. Sơ sẩy một cái, vô cùng có khả năng lọt vào đại địa chi linh cắn trả. Tóm lại, chiêu địa sát này, uy lực rất lớn, nhưng tác dụng phụ cũng có chút lớn. Dương Diệp nghiên cứu một hồi, cuối cùng lựa chọn tu luyện. Cướp đoạt đại địa chi lực, chỉ cần hắn không cướp đoạt nhiều lần, vấn đề sẽ không lớn. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt nửa năm. Nửa năm qua, Dương Diệp không có ra hồng mông tháp, mỗi ngày điên cuồng nghiên cứu địa sát. Ngoại trừ binh đạo lục sát, táng kiếm sát cùng ảnh kiếm sát cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Trên đại địa, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Không biết qua bao lâu, đất đai dưới chân Dương Diệp nhẹ nhàng run lên, rất nhanh, vô số đại địa chi lực giống như thủy triều hội tụ đến trên người Dương Diệp. Trong nháy mắt, Dương Diệp bị vô số đại địa chi lực bao vây lấy. Giết! Nói xong, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngoài ngàn trượng. Đại địa đột nhiên tét ra, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang từ trong đó vọt ra, chỉ nháy mắt, ở chân trời ngoài ngàn trượng, xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Vị trí kia, tựa như bị người xé mở. Mượn nhờ đại địa chi lực, đầu tiên phải cùng đại địa hòa làm một thể, sau đó mới có thể mượn lực lượng thi triển ra một kiếm. Dương Diệp tính toán, một kiếm này, đối với cường giả đạo cảnh, cho dù là cường giả thành đạo cảnh cũng có uy hiếp rất lớn, coi như không thể miểu sát đối phương. Nhưng sẽ trọng thương thành đạo cảnh. Nhưng đối với thiện cảnh uy hiếp sẽ không lớn như vậy. Không chỉ địa sát, ngay cả táng kiếm sát cùng ảnh kiếm sát đối với cường giả thiện cảnh cũng không có uy hiếp gì. Không có cách nào, cảnh giới của hắn quá thấp, lúc trước có thể một kiếm đẩy lui huyết yêu vương, ở trong mắt rất nhiều người xem ra, là thuộc về nghịch thiên. Nếu như lấy cảnh giới bây giờ của hắn là có thể đánh chết cường giả thiện cảnh, vậy không khỏi quá kinh khủng. Nhân kiếm hợp nhất tăng thêm đoạn tội, đối với cường giả thiện cảnh có thể sẽ có một chút uy hiếp, nhưng uy hiếp cũng không phải lớn như vậy. Không phải kiếm kỹ cùng kiếm đạo của hắn không mạnh, mà là cảnh giới của hắn quá thấp. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, bất kỳ ngoại vật nào cũng khó bù đắp. Cảnh giới. Bây giờ Dương Diệp hắn cách đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa. Đạo cảnh phân tứ đoạn, thứ nhất là thính đạo cảnh. Cái gọi là nghe đạo, chính là cảm giác được đạo. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, cũng không phải điên cuồng tu luyện là có thể đạt tới. Hơn nữa là một loại thăng hoa trên tâm cảnh. Ngộ. Muốn đạt tới đạo cảnh, chỉ có thể dựa vào ngộ, tu luyện là không được. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu ngộ. Hiện tại kiếm đạo cùng kiếm kỹ đều đã đạt đến đỉnh phong, hắn nhất định phải đột phá cảnh giới, thực lực của mình mới có thể nâng cao một bước. Tu luyện là buồn tẻ nhàm chán. Cũng không có 5 tháng. Trong hồng mông tháp, đã qua 1 năm, đương nhiên, ở bên ngoài, bất quá mới 1 tháng mà thôi. Ở trong 1 tháng này, đại thiên vũ trụ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên,
nhân tộc nhân quân đột nhiên phát ra một lệnh truy nã. Người truy nã tự nhiên là Dương Diệp, mà tội danh là Dương Diệp phản bội nhân tộc, ban thưởng vô cùng phong phú, có huyền bảo thánh nhân cấp. Huyền bảo thánh nhân cấp. Đây không thể nghi ngờ là để cho vô số người động tâm. Bất quá người dám đi tìm Dương Diệp rất ít, dưới trọng bảo tất có dũng phu, nhưng nhân quân khai ra giải thưởng cao như vậy, ý nghĩa Dương Diệp hắn muốn giết kia tuyệt đối không phải người đơn giản. Bởi vậy, vô số người động tâm, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cũng có ngoại lệ. Linh Viên Sơn Mạch, đã đến hai khách không mời. Một vị trong đó là thanh niên, nam tử ước chừng 25-26 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm. Một vị khác là một trung niên, nam tử đứng sau lưng thanh niên nửa bước, hiển nhiên lấy thanh niên cầm đầu. Thanh niên nhìn thoáng qua Linh Viên Sơn cao vút trong mây, sau đó nói. Minh Thúc, tin tức chuẩn xác không? Trung niên khẽ gật đầu. Theo chúng ta nắm giữ tin tức, người này sau khi được yêu vương kia cứu đi, liền tới chỗ này. Vị yêu vương kia đâu? Thanh niên lại hỏi. Trung niên cười nói. Thiếu gia là sợ vị yêu vương kia sao? Thanh niên lạnh nhạt nói. Người cảm thấy thế nào? Trung niên cười nói. Thiếu gia yên tâm, vị yêu vương kia đã không ở Linh Viên Sơn, đương nhiên, coi như hắn ở đây, Hiên Viên gia chúng ta cũng không cần sợ hãi. Ở đại thiên vũ trụ này, bách tộc, tứ đại gia, ai không cho Hiên Viên gia chúng ta một chút mặt mũi? Hiên Viên thế gia. Nếu có người biết nhất định sẽ vô cùng chấn động, bởi vì thế gia này, là nhân tộc đệ nhất thế gia. Như Trung Niên nói, thế gia này, bách tộc, tứ đại gia, không có thế lực nào không cho bọn hắn mặt mũi. Sở dĩ sẽ như thế, ngoại trừ bởi vì thực lực của Hiên Viên gia cường đại, còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là Hiên Viên gia đã từng ra một người. Hiên Viên Đế, người này từng thống lĩnh đại quân bách tộc, hơn nữa đánh bại thần tộc. Thanh niên cười nhẹ, Hiên Viên gia chúng ta cũng không thể cả đời sống nhờ thành tích trong quá khứ a. Trung niên trầm giọng nói. Tự nhiên. Thanh niên thở một hơi thật dài, hắn quan sát bốn phía một chút, sau đó nói. Kiếm thủ, cũng nên quay về Hiên Viên gia ta rồi. Nghe vậy, trung niên kia do dự một chút, sau đó nói. Thiếu gia, tổ tiên từng nói, nếu kiếm thủ tự nguyện ở lại Hiên Viên gia, đương nhiên tốt, nhưng nếu nó không muốn, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Bằng không thì, dùng thực lực của Hiên Viên gia ta. Lúc trước yêu cầu nhân quân trả lại kiếm thủ, cũng không phải việc khó gì. Nhân quân. Thanh niên cười nhẹ. Một gia hỏa lấy được tiên tổ truyền thừa mà thôi. Buồn cười là, kiếm thủ này cũng không nguyện ý đi theo hắn, xem ra danh tiếng thánh hiền của nhân quân này, hàm lượng không lớn a. Trung niên trầm giọng nói. Thiếu gia, lời không thể nói lung tung. Nhân quân là thủ lĩnh trên danh nghĩa hiện tại của nhân tộc, nếu lời mới rồi của thiếu gia truyền ra ngoài. Đây đối với thiếu gia sẽ rất bất lợi. Hơn nữa, ngày sau nếu thiếu gia muốn kế thừa vị trí gia chủ, càng không thể gây thù hằn bốn phía. Thanh niên cười nói. Ta tự nhiên biết, Minh Thúc, ta chỉ là nói với ngươi mà thôi, đối với người khác, ta sẽ không nói. Trung niên khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Thanh niên nói. Minh Thúc nói, ta nhớ kỹ. Vừa nói. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Để đối phương xuất hiện đi. Trung niên gật đầu, chân phải đạp mạnh. Bành. Trong chốc lát, cả Linh Viên Sơn run lên kịch liệt. Rất nhanh, Hắc Viên xuất hiện ở trước mặt trung niên kia. Ánh mắt Hắc Viên rơi vào trên người trung niên kia, ánh mắt bất thiện. Hành vi của trung niên này, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Linh Viên Sơn. Trung niên nói. Gọi Dương Diệp kia ra. Dương Diệp, Hắc Viên cau mày. Hai vị, đây là Linh Viên Sơn. Trung niên nói. Ta biết. Nghe vậy, ánh mắt Hắc Viên dần dần băng lạnh xuống. Hắn không biết hai người trước mắt này là ai, nhưng thời điểm lão tổ còn, không có bất kỳ người nào dám đến Linh Viên Sơn vênh váo hung hăng như thế. Nghĩ vậy, tâm tình của Hắc Viên có chút phức tạp. Lúc này, thanh niên kia đột nhiên bấm tay điểm một cái. O-O-O-N-G. Sau lưng hắn, thanh kiếm kia đột nhiên bay ra, sau một khắc, xa xa ngọn núi của Linh Viên Sơn bị tước mất một nửa. Thanh niên nhìn Hắc Viên. Để cho Dương Diệp đi ra, nghe rõ chưa? Linh Viên Sơn bị cứng rắn lột bỏ một nửa.
Sắc mặt Hắc Viên lập tức dữ tợn, đây đối với Viên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nó muốn ra tay, nhưng lúc này, trung niên kia đột nhiên lấy ra một lệnh bài màu vàng óng, trên lệnh bài có khắc hai chữ nhỏ, Hiên Viên. Hiên Viên. Hắc Viên ngây cả người, rất nhanh, sắc mặt hắn có chút khó coi. Các ngươi là Hiên Viên thế gia. Trung niên lạnh nhạt nói. Đúng vậy, cho nên để Dương Diệp kia xuất hiện đi, miễn cho Linh Viên Sơn người gặp tai bay vạ gió. Hắc Viên đang muốn nói, lúc này một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Các ngươi tìm ta. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một nam tử thanh sam chậm rãi đi tới. Nam tử thanh sam này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Bên cạnh Hắc Viên, thanh niên kia quan sát Dương Diệp một chút, sau đó cười nhẹ. Thính đạo cảnh. Vừa nói, hắn nhìn về phía trung niên bên cạnh. Minh Thúc, tình báo có sai à? Trung niên trầm giọng nói. Hẳn là vừa đột phá. Thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, lúc này Dương Diệp chỉ Linh Viên Sơn. Ngươi làm. Thanh niên cười nói. Phải, như thế nào? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ngươi có biện pháp để cho nó phục hồi như cũ không? Khóe miệng thanh niên hơi cuộn lên, dáng tươi cười có chút lạnh. Tựa hồ không có. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, không gặp người, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên. Nhanh đến cực hạn. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt thanh niên biến đổi, bởi vì một thanh kiếm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không phải nhìn thấy, mà là cảm nhận được kiếm khí cường đại. Ở trước mặt mình, có một thanh kiếm. Tuy một kiếm này của Dương Diệp nhanh đến cực hạn, nhưng thanh niên cũng không phải người bình thường, chỉ thấy cổ kiếm trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã biến mất, chỉ nháy mắt, đạo đạo kiếm quang từ trong cơ thể thanh niên quét ra. Cong 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 ô, 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 n, g. Trong tràng, tiếng kiếm minh vang lên, kiếm khí tung hoành. Ba hơi sau, kiếm khí biến mất, tiếng kiếm minh cũng biến mất, Dương Diệp cùng thanh niên kia xa xa tương đối, cách nhau không đến mười mấy trượng. Thanh niên nhìn Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Ở trước mặt ta chơi kiếm, ngươi thật sự là buồn cười, ta. Ngay lúc này, cả người Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhân kiếm hợp nhất. Thời điểm kiếm này ra, ánh mắt của thanh niên kia cùng trung niên trợn lên, trong mắt hai người, đều là vẻ không thể tin được. Khó có thể tin. Như thấy được chuyện kinh khủng gì. Cẩn thận. Lúc này, trung niên phục hồi tinh thần lại, vội vàng giống. Thanh niên phản ứng cực nhanh, hai tay nắm cổ kiếm bổ một phát, mỗi một kiếm, cả thiên địa run lên kịch liệt. Nhưng ở trong ánh mắt kinh hãi của trung niên kia, thanh niên không ngừng bị kiếm quang chấn lùi lại. Ba hơi sau, bành, cả người thanh niên kia bay ra ngoài gần nghìn trượng, thời điểm hắn vừa dừng lại, một nam tử thanh sam đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ nháy mắt, một thanh kiếm chống đỡ ở trên mi tâm thanh niên. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Thanh niên gắt gao nhìn Dương Diệp. Kiếm đạo của ngươi dĩ nhiên đã đạt tới loại trình độ này. Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh Viên Sơn, sau đó nói. Cuối cùng hỏi một lần, có biện pháp nào để cho nó phục hồi như cũ không? Thanh niên đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp, ngươi biết ta là ai không? Xùy. Một cánh tay của thanh niên bay ra ngoài, máu tươi như nước suối phun, cực kỳ máu tanh. Nhìn thấy một màn này. Sắc mặt trung niên kia âm trầm xuống, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Câm miệng! Trung niên gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết chúng ta là người phương nào không? Chúng ta là... Xùy! Lúc này, cánh tay còn lại của thanh niên bay ra ngoài. Thanh âm của trung niên im bặt. Thần sắc trung niên dữ tợn. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Xùy! Lúc này, một lỗ tai của thanh niên kia bay ra ngoài. Máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm hồng cả đôi má. Lần này, trung niên không dám nói gì. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thanh niên trước mặt. Một lần cuối cùng, có thể để cho nó phục hồi như cũ hay không? Thanh niên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không thể. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy chỉ dùng mạng đến thường đi. Nghe được lời của Dương Diệp, trung niên kia kinh hãi, vội vàng nói. Dương Diệp. Hắn là thiếu gia của Hiên Viên gia, ngươi làm như thế, tất sẽ mang đến đại họa ngút trời cho Linh Viên tộc. Hiên Viên gia. Dương Diệp nhíu mày,
nhìn về phía Hắc Viên trầm giọng nói. Có danh xưng đại thiên vũ trụ đệ nhất thế gia. Đệ nhất thế gia. Dương Diệp cười nhẹ. Danh khí thật lớn. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chống đỡ mi tâm thanh niên, kiếm chậm rãi đâm vào làn da, rất nhanh, máu tươi không ngừng tràn ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ khuôn mặt của thanh niên đã biến thành mặt máu, giờ khắc này, thanh niên rốt cuộc có chút luống cuống, Dương Diệp thật dám giết hắn. Trung niên kia cũng có chút luống cuống, nếu như Dương Diệp thật giết thiếu gia nhà mình, coi như hắn giết Dương Diệp, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến. Núi này, Hiên Viên gia ta có thể chữa trị. Mọi người quay đầu nhìn lại, tại đó, một mỹ phụ chậm rãi đi tới. Mỹ phụ tuổi chừng 30 mấy, tư thái đầy đặn, dung nhan tuyệt thế, làm cho người ta nhìn liền không rời mắt nổi. Nhìn thấy mỹ phụ này, sắc mặt của thanh niên cùng trung niên kia trắng bệch. Dương Diệp phát hiện, thân thể trung niên kia đã bắt đầu phát run. Dương Diệp quan sát mỹ phụ kia một chút, thu kiếm. Thật không? Mỹ phụ đi tới cách Dương Diệp không xa, bàn tay như ngọc trắng của nàng khẽ nâng lên, trong chốc lát, ở xa xa, một ngọn núi lớn đột nhiên từ mặt đất bay lên, rất nhanh, ngọn núi lớn này dùng tốc độ cực nhanh rời về phía Linh Viên Sơn. Không đến một hồi, đám người Dương Diệp nhìn về phía chân trời, chỗ đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngọn núi lớn. Núi lớn lơ lửng ở phía chân trời. Lúc này, tay phải nữ tử nhẹ nhàng cắt ngang, ở trong mắt của tất cả mọi người. Ngọn núi kia bị lột bỏ một nửa, lúc này tay phải nữ tử nhẹ nhàng vung lên, một nửa núi rơi vào đỉnh Linh Viên Sơn. Vừa vặn trùng hợp, không có một chút sai lệch. Dương Diệp trầm mặc, thực lực của nữ nhân này, không phải mạnh mẽ bình thường. Hình trưởng lão. Lúc này, thanh niên rung giọng nói. Ta. Nữ tử không có để ý thanh niên, mà nhìn về phía trung niên. Quy củ của Hiên Viên gia, ngươi không biết sao. Phù phù. Trung niên kia quỳ xuống, rung giọng nói. Kính xin hình trưởng lão cho thuộc hạ cơ hội làm lại cuộc đời. Cơ hội. Nữ tử lạnh lùng nói. Không cần. Nói xong, tay phải nữ tử vung lên, đầu của trung niên kia bay ra ngoài. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trung niên này, là cường giả thành đạo cảnh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt thanh niên kia càng thêm tái nhợt. Lúc này, nữ tử nhìn về phía thanh niên. Thanh niên muốn quỳ xuống, bất quá bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo, không có quỳ xuống được. Nữ tử lạnh nhạt nói. Kiệt thiếu gia, người tự tiện xuất thế, hơn nữa trái với di ngôn của tổ tiên, đến cưỡng ép đoạt kiếm, tội này là tử tội. Bất quá, nể tình phụ thân người có công với Hiên Viên gia, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ giờ phút này, người không còn là thiếu gia của Hiên Viên gia, sau khi ra ngoài. Nếu dám lợi dụng tên tuổi của Hiên Viên thế gia làm sằng làm bậy, chân trời góc biển, tất sát ngươi. Thanh niên rung giọng nói. Hình trưởng lão, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Ta chỉ là muốn đoạt lại kiếm thuộc về Hiên Viên gia ta mà thôi, ta nghĩ, ta làm, cũng là vì Hiên Viên gia. Nữ tử không có trả lời thanh niên, mà nhìn về phía Dương Diệp. Vị tiểu hữu này, có thể cho mượn kiếm kia nhìn một chút hay không? Kiếm thủ. Dương Diệp không có cự tuyệt, tay phải vung lên, kiếm thủ trực tiếp rơi vào trước mặt nữ tử và thanh niên. Nhìn kiếm thủ, trong mắt nữ tử hiện lên vẻ phức tạp. Kiệt thiếu gia, người có biết, năm đó sau khi tổ tiên ngã xuống, vì sao Hiên Viên gia ta không sử dụng kiếm này, mà phong ấn nó cùng tổ tiên ở trong cổ mộ hay không? Người có biết, lúc kiếm này rơi vào trong tay nhân quân, Hiên Viên gia ta có năng lực lấy về, nhưng không có làm như thế hay không? Thanh niên lắc đầu. Lúc này, nữ tử quay đầu nhìn về phía thanh niên. Ngươi thật cho rằng kiếm này là nhân quân đánh mất sao? Có ý tứ gì? Thanh niên trầm giọng nói. Nữ tử cười nhẹ, nàng quay đầu nhìn về phía kiếm. Nhân quân là thiên túng kỳ tài, hắn phát hiện kiếm này đặc thù, cho nên cuối cùng hắn quyết định buông tha, bằng không thì, một vị yêu vương, làm sao có thể làm cho hắn bỏ mất một thanh kiếm đuổi theo giết? Nghe thế, Dương Diệp cau mày. Nữ tử cong ngón búng ra, thanh kiếm kia về tới trước mặt Dương Diệp. Dương tiểu hữu, Hiên Viên gia ta không có ác ý với ngươi, hai người bọn họ tới tìm tiểu hữu, cũng không phải bổn ý của Hiên Viên gia ta. Vừa rồi nói như vậy, xem như Hiên Viên gia ta bồi thường tiểu hữu. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, nữ tử cười nói. Tiểu hữu vẫn còn tức giận sao?
Dương Diệp lắc đầu. Không đến mức, chẳng qua là cảm thấy, các hạ tựa hồ không cần phải khách khí với ta như vậy. Nữ tử cười nói. Nếu như tiểu hữu không tức giận, ta an tâm. Sự tình lần này, tất cả bỏ qua, tiểu hữu cảm thấy thế nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói. Có thể. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó xoay người cùng thanh niên kia biến mất ngay tại chỗ. Ba hơi sau, nữ tử mang theo thanh niên xuất hiện ở trên một đỉnh núi, hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Thanh niên kia nhìn thoáng qua nữ tử, không dám lên tiếng, lập tức quay người biến mất ở chân trời. Thanh niên đi rồi, nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Trầm mặc hồi lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ta họ Dương. Trên đỉnh núi, nữ tử lặng lặng đứng đấy. Không biết qua bao lâu, một lão giả xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Nữ tử khẽ lắc đầu. Đối phương đã rời đi. Người phương nào? Lão giả hỏi. Nữ tử nói. Không biết, bất quá thực lực người này, ít nhất đã đạt tới thánh nhân cảnh. Mà đối phương, hiển nhiên có quan hệ với Dương Diệp kia, lão giả trầm giọng nói. Dương Diệp này, Hiên Viên gia chúng ta điều tra qua. Theo đạo lý mà nói, dùng phẩm tính của hắn, thánh kiếm tuyệt sẽ không theo hắn mới phải. Nữ tử nói. Này cũng là sự tình làm người ta khó hiểu. Bất quá, điều này cũng có nghĩa là sự tình càng ngày càng không tầm thường. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hiên Viên gia ta điệu thấp nhiều năm như vậy, sợ đúng là rước họa vào thân, trở thành vật hy sinh của tứ đại gia. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng vẫn tránh không khỏi. Có một số việc, nên tới, cuối cùng vẫn phải tới. Lão giả lạnh nhạt nói. Tới thì tới, Hiên Viên gia ta sợ cái gì? Nữ tử mỉm cười. Cũng phải. Linh Viên Sơn. Ngươi đã đạt tới đạo cảnh. Trước mặt Dương Diệp, Hắc Viên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trải qua khoảng thời gian này tìm hiểu, hắn đã từ minh cảnh ngũ đoạn đạt đến thính đạo cảnh. Bước ra bước này, làm cho thực lực của hắn tăng lên không biết bao nhiêu. Muốn giết cường giả thiện cảnh, có lẽ khó khăn, nhưng sẽ không như lúc trước bị cường giả thiện cảnh treo lên đánh. Hiện tại đối mặt cường giả thiện cảnh, hắn đã có lực đánh một trận. Vừa rồi hai người kia, là người Hiên Viên gia. Lúc này Hắc Viên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hắc Viên. Như thế nào? Hắc Viên nói. Hiên Viên thế gia, đã từng là đại thiên vũ trụ đệ nhất thế gia, hiện tại khả năng cũng thế. Nội tình của thế gia này, rất sâu. Hiên Viên thế gia. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm trong tay, lúc này Hắc Viên nói. Kiếm trong tay ngươi, đã từng là tiên kiếm của Hiên Viên Đế. Năm đó Hiên Viên Đế tay cầm kiếm này, ở trong bách tộc, thực lực có thể nói không người có thể so sánh. Dương Diệp nói. Bọn hắn muốn lấy kiếm này về. Hắc Viên lắc đầu. Mới đầu ta cũng nghĩ như thế, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn không có ý tưởng thu hồi kiếm này. Bất quá bây giờ ngươi đã bại lộ, nếu không ra ngoài tránh một chút. Tránh một chút. Dương Diệp cười nói. Tránh đi đâu? Hắc Viên trầm mặc, bây giờ Dương Diệp ở Đại Thiên Vũ Trụ, chính là chuột chạy qua đường, người người muốn đánh. Dương Diệp nói. Có không có tin tức của Hầu Ca? Hắc Viên khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Hiện tại mới qua 3 tháng, còn có 9 tháng, trong đoạn thời gian này, yêu tộc hẳn không có yêu vương dám tới nơi này nháo sự, trong đoạn thời gian này, ta muốn rời đi một chuyến. Hắc Viên nhẹ gật đầu. Chỉ cần lão tổ hắn vẫn còn sống, sẽ không có yêu vương dám động Linh Viên Sơn. Dương Diệp nói. Nếu như có chuyện, đến lúc đó ngươi liên hệ ta, ta nhất định toàn lực đuổi ở. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ở cuối chân trời. Hắc Viên nhìn chân trời, im lặng không nói. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Lúc này đây, mục đích của hắn là thiên tộc. Chuyện của Tử Nhi, hắn còn không quên. Hiện tại là thời điểm để cho thiên tộc giao ra Tử Nhi rồi. Tiểu tử, cũng nên tạm biệt. Ngay lúc này. Trong đầu Dương Diệp vang lên một giọng nói. Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một trung niên. Nam tử này đúng là Hậu Khanh. Lúc này thân thể Hậu Khanh đã triệt để khôi phục. Tiền bối muốn về vô tộc. Dương Diệp hỏi.
Hậu Khanh nhẹ gật đầu. Hôm nay thân thể ta khôi phục, thực lực cũng khôi phục, trở lại yêu tộc, hẳn không có người nào dám có ý đồ với ta rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta tiến đưa tiền bối trở về. Hậu Khanh nói. Vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Giúp cái gì? Dương Diệp nói. Khóe miệng Hậu Khanh hơi cuộn lên. Địa bàn cũ của ta ở Vu tộc, hiện tại tựa hồ đang ở trong tay một tân Vu vương, ta muốn đi lấy trở về, nếu như đối phương thức thời, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra, bất quá ta nghĩ, đối phương hẳn sẽ không làm như vậy. Dương Diệp cười nói. Vậy cướp về. Hậu Khanh cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Cứ như vậy, hai người biến mất ngay tại chỗ. Vu tộc. Dương Diệp cùng Hậu Khanh đi tới cốc M Sơn, cốc M Sơn này, đúng là địa bàn của M Hậu. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Hậu Khanh, ánh mắt M Hậu trực tiếp rơi vào trên người Hậu Khanh. Dương Diệp nhún vai, sau đó lui ra ngoài. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đi tới trong đại điện. Giờ phút này, trong đại điện chỉ còn M Hậu và Hậu Khanh. M Hậu quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Xem ra lúc trước để cho ngươi đi tử giới là chính xác, không nghĩ tới ngươi phát triển đến nước này. Dương Diệp cười nói. Lúc này đây, chúng ta thiếu chút nữa không thể trở về. Âm Hậu cười nói. Kết quả ngươi trở về rồi. Bất quá, bây giờ trên người ngươi vẫn còn phiền toái, phải cẩn thận một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh tiền bối, bây giờ chúng ta đi gặp Vu Hoàng, hay đi địa bàn của ngươi? Hậu Khanh cười nói. Không có người sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta, cái công đạo này, tự ta đi tranh thủ. Chờ ta thu hồi địa bàn, mới có tư cách đi đối thoại với Vu Hoàng. Hết thảy, thực lực phi tôn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Ba người đi ra đại điện. Vân Vẫn Sơn. Vân Vẫn Sơn đã từng là địa bàn của Hậu Khanh, cách cốc M Sơn không xa, bởi vậy chưa tới một canh giờ, ba người liền đi tới Vân Vẫn Sơn. Nhìn Vân Vẫn Sơn, trong mắt Hậu Khanh có vẻ phức tạp, ly khai quá lâu, bây giờ trở về mới phát hiện, ngay cả núi cũng có chút không giống. Cảnh còn người mất, Hậu Khanh thu hồi suy nghĩ, chân phải đạp mạnh. Bành! Cả Vân Vẫn Sơn phương viên mấy vạn trượng, mặt đất run lên kịch liệt. Rất nhanh, một trang gồ niên xuất hiện ở trước mặt ba người Hậu Khanh. M Hậu! Ánh mắt trung niên kia rơi vào trên người M Hậu. Người đây là ý gì? M Hậu cười nói. Lê Vu Vương, lúc này đây không phải là ta tới tìm ngươi phiền toái, mà là vị bên cạnh này. Nghe vậy, ánh mắt của Lê Vu Vương lập tức rơi vào trên người Hậu Khanh. Khi thấy Hậu Khanh, hắn có chút ngẩn người, rất nhanh hắn trầm giọng nói. Hậu Khanh, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thất vọng. Hậu Khanh cười nói. Lê Vu Vương nói. Có một chút, xem ra, lúc này đây ngươi tới là muốn đoạt lại địa bàn của mình. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Tự nhiên, bất quá nghĩ đến ngươi sẽ không ngoan ngoãn ly khai. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Lê Vu Vương nói. Vậy đến, để cho ta nhìn xem, những năm gần đây Hậu Khanh Vu Vương phát triển đến loại trình độ nào. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành một đạo hư quang biến mất ở cuối chân trời. Bên cạnh Dương Diệp, thân hình Hậu Khanh run lên, cũng biến mất theo. Trong tràng. Chỉ còn lại có Dương Diệp và M Hậu. Dương Diệp nói. Người nào sẽ thắng? M Hậu khẽ gật đầu. Dưới tình huống bình thường, cuối cùng đều là Vu tộc, ai cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Bất quá, ta hy vọng không nên có ngoài ý muốn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ta cũng không hy vọng. Lúc này M Hậu đột nhiên nói. Thực lực của ngươi đạt đến loại tình trạng nào? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Dưới thiện cảnh, có thể thuấn sát. M Hậu. Ước chừng một lúc lâu sau, Hậu Khanh cùng Lê Vu Vương về tới vị trí cũ, giờ phút này, sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt. Hậu Khanh nói. Ngươi có thể rời đi. Nghe vậy, thần sắc M Hậu lập tức buông lỏng. Xa xa, thần sắc của Lê Vu Vương có chút phức tạp. Nhưng đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ chân trời bay tới, rất nhanh. Ba trung niên cùng một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Lê Vu Vương. Ánh mắt của ba trung niên cùng lão giả trực tiếp rơi vào trên người Hậu Khanh, lão giả kia nói. Hậu Khanh, không nghĩ tới mạng ngươi thực lớn.
Hậu Khanh mỉm cười. Là có chút lớn, chẳng qua có nhiều người chỉ sợ phải thất vọng rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Mấy vị này, cùng ta quan hệ đều không tốt như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch, ánh mắt của hắn rơi vào trên người lão giả cầm đầu, lão giả này cảnh giới cao nhất trong mọi người, cường giả thành đạo cảnh. Đối phương đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, một đạo kiếm quang lóe lên. Thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt lão giả kia biến đổi, muốn ra tay, nhưng lúc này, một thanh kiếm đã chống đỡ mi tâm của lão giả. Mà lúc này, sau lưng Dương Diệp nhiều hơn một đôi cánh. Đôi cánh này, đúng là thần dược thánh nhân cấp. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Hậu Khanh có chút giật mình, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp ra tay quá bất ngờ không kịp đề phòng. Kiếm trong tay Dương Diệp chỉa, kiếm nhập ba phần, mi tâm của lão giả lập tức tràn ra máu tươi. Dương Diệp nói, từ hôm nay, nơi này là của Hậu Khanh tiền bối, ngươi có vấn đề gì không? Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp nói. Không có quan hệ tới ngươi, lời của ta mới vừa nói, ngươi đã nghe chưa? Lão giả nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, kiếm trong tay của Dương Diệp đâm về phía trước. Đã nghe chưa? Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đã nghe được. Kiếm thu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hậu Khanh cùng em mờ Hậu. Hai vị tiền bối, ta còn có chuyện, cáo từ trước. Hậu Khanh nói. Cẩn thận một chút. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Hậu Khanh nói. Hắn hiện tại, bách tộc đã rất khó giết hắn rồi. Âm Hậu khẽ gật đầu. Tốc độ trưởng thành của hắn, làm cho người ta xấu hổ. Hậu Khanh cười nói. Phải. Hắn là người phương nào? Lúc này, lão giả bên cạnh kia đột nhiên hỏi. Hậu Khanh thở một hơi thật dài, sau đó nói. Tin tưởng qua không được bao lâu, tên của hắn sẽ khiếp sợ cả đại thiên vũ trụ, khi đó ngươi sẽ biết. Sau một ngày, lối vào thiên tộc. Nhìn cổng trời phía xa, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Tử Nhi, chờ ta. Nói xong, Dương Diệp muốn tiến vào bên trong, đúng lúc này, hắn như cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, một trung niên chậm rãi đi về phía hắn. Trung niên mặc tế bào, ở trong tay là một thanh trường thương màu đen. Cường giả thành đạo cảnh đỉnh phong. Trung niên nhìn thoáng qua thiên môn xa xa, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Tới thiên tộc làm gì? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Có việc. Trung niên cười nhẹ. Mượn đầu ngươi dùng một lát, không ngại chứ? Dương Diệp chỉ đầu của mình. Tự mình tới cầm. Dáng tươi cười của trung niên dần dần trở nên lạnh. Vật ta tới. Nói xong, trường thương trong tay hắn đột nhiên bắn nhanh ra. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên đâm ra. Mũi kiếm đối với mũi thương. Trong nháy mắt, thời gian như định dạng. Ngay lúc này, tay hai người đồng thời xoay tròn. Bành. Hai người riêng phần mình lui về phía sau trọn vẹn ngàn trượng, vừa dừng lại. Không gian phía sau hai người bể thành vô số mảnh. Trung niên nhìn tay của mình, giờ phút này cánh tay của hắn đã xuất hiện rất nhiều vết máu, đó là mới vừa rồi bị kiếm khí gây thương tích. Trong mắt trung niên hơn nhiều vẻ ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, khó trách nhân quân ra một cái giá lớn truy nã ngươi, rất đáng giá. Dương Diệp cũng không nói gì, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, tay phải đưa ra. Một thanh kiếm xoay tròn tốc độ cao. Trong chốc lát, một cỗ khí thức vô hình trực chỉ trung niên. Áp bách. Giờ khắc này, trung niên cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt. Không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động, rất nhanh, ở trên đỉnh đầu trung niên, mây đen rậm rạp, trong đó tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua. Trung niên giơ cao trường thương, chỉ chốc lát, trong mây đen, một tia chớp bắn nhanh ra, trực tiếp rơi vào trường thương trong tay trung niên. Hai mắt trung niên chậm rãi đóng lại, trường thương trong tay lấp lóe lôi điện. Một hơi sau, trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nắm trường thương mãnh liệt ném về phía Dương Diệp. Lôi long kích. Nói xong, một thanh trường thương xen lẫn sấm sét bắn mạnh về phía Dương Diệp, những nơi đi qua, sấm sét vang dội, không gian bị đánh rách tả tơi thành hắc động,
làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Xa xa, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Thời điểm kiếm của Dương Diệp biến mất, trường thương lôi điện của trung niên đột nhiên ngừng ở trong không trung, bởi vì ở trên mũi thương, bị một thanh kiếm chống đỡ. Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên thanh kiếm kia xoay tròn. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, cây trường thương kia tách ra, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe lên. Xa xa, trong lòng trung niên kia hoảng hốt, thân hình cưỡng ép lóe lên, nhưng một tay của hắn không có đi theo thân thể hắn ly khai. Ngoài trăm trượng, trung niên ngừng lại, giờ phút này, vai phải tung tóe máu tươi. Mà trung niên vừa dừng lại một chớp mắt, nơi xa, trong lòng bàn tay của Dương Diệp, kiếm lại bắt đầu xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trung niên như cho tàn. Sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở sau đầu trung niên. Trung niên gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta là bại bởi kiếm của ngươi, mà không phải ngươi. Nói xong, xùy, một vết máu tươi từ mi tâm trung niên bắn ra, chỉ nháy mắt, đầu trung niên nổ tung. Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng trung niên, vẫy tay, kiếm thủ về tới trong tay hắn. Nhìn kiếm trước mắt, Dương Diệp khẽ cười nói. Nếu người không mạnh, kiếm mạnh mẽ thì có lợi ích gì? Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía cổng trời, muốn tiến vào bên trong, đúng lúc này, ở phía chân trời xa xôi, không gian đột nhiên rung động, rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh từ trong đó vọt ra. Xuất hiện là một trung niên hình thể cao lớn, một lão giả, còn có một nữ tử mặc váy dài. Ba người này, trong đó hai người Dương Diệp nhận thức. Chính là lúc trước đuổi giết hắn, yêu tộc cuồng sư, nữ tử ma tộc. Còn lão giả, lúc trước cũng đuổi giết hắn, bất quá hắn không nhận ra đối phương. Dương Diệp, đã lâu không gặp. Cuồng sư lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhìn lướt qua ba người. Thế nào, yêu tộc, ma tộc, còn có này là tộc gì, các ngươi còn muốn giết ta đoạt kiếm. Không được sao. Cuồng sư nói. Dương Diệp khẽ nở nụ cười, cười chỉ chốc lát, hắn nhìn về phía cuồng sư. Ngươi có phải ngu xuẩn hay không? Nghe vậy, thần sắc của cuồng sư âm trầm xuống, đang muốn nói, nhưng Dương Diệp nói trước. Không làm rõ tình hình, đã dám tới tìm ta, ta vì sự thông minh của các ngươi mà cảm thấy xấu hổ. Nói xong, kiếm trong tay Dương Diệp biến mất, một đạo kiếm quang lóe lên. Xa xa, thân thể cuồng sư cương cứng. Một bên, lão giả cùng nữ tử kia quay đầu nhìn về phía cuồng sư, chỉ thấy thân thể cuồng sư cứng ngắc, hai mắt trợn lên, ở sau ót lơ lửng một thanh kiếm. Ngươi! Cuồng sư gắt gao nhìn Dương Diệp. Làm sao có thể? Xùy! Cổ cuồng sư nứt ra một vết nứt, chỉ nháy mắt, đầu từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Một bên, lão giả cùng nữ tử kia ngây ra như phỗng. Rất nhanh, nàng kia phục hồi tinh thần lại, quay người nhìn về phía Dương Diệp. Các hạ, ma tộc ta sẽ không ra tay với các hạ, kính xin các hạ. Đã muộn. Dương Diệp nói xong, kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nàng kia đại biến, song trưởng mãnh liệt vỗ ra. Rầm rầm. Theo hai tiếng nổ vang lên, đạo kiếm quang kia biến mất. Nhưng Dương Diệp không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng nữ tử. Kiếm thu. Suy. Hai mắt nữ tử trợn lên, đầu lâu bay ra ngoài, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả cách đó không xa, lão giả không có trốn, mà chỉ nói. Không nghĩ tới, đi tử giới một chuyến, để cho ngươi phát triển đến nước này, lần này dực tộc ta tính sai rồi. Nói xong, lão giả muốn ra tay, chuẩn bị liều chết đánh cuộc. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi là người dực tộc. Lão giả nói. Như thế nào? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Mang ta đi dực tộc một chuyến. Hắn không có quên ở tử giới đã đáp ứng người thần bí kia, nếu như thu chỗ tốt của đối phương, tự nhiên phải thực hiện hứa hẹn. Nghe vậy, hai mắt lão giả híp lại. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Diệp không nói nhảm, trực tiếp sử dụng thần dực, nhìn thấy thần dực, lão giả kia ngây dại. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, nó làm sao sẽ ở trên người ngươi? Dương Diệp nói. Ngươi cảm thấy nó nên ở trên người ai? Đương nhiên là lão tổ. Lão giả thốt ra. Dương Diệp nói. Dẫn ta đi gặp dực tộc tộc trưởng của các ngươi, ta không muốn nói lần thứ hai, cũng không muốn tiếp tục ở đây mò mẫm lãng phí thời gian, rõ ràng chưa?
Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Xin mời đi theo ta. Sau một ngày, Dương Diệp đi theo lão giả tới dực tộc, Dương Diệp từ trong miệng lão giả biết được, bây giờ tình huống của dực tộc không phải quá tốt, đầu tiên ở số lượng, dực tộc cộng lại không hơn 100 vạn, số lượng này so sánh với nhân tộc cùng yêu tộc, có thể nói ít đến đáng thương. Tiếp theo, địa bàn của dực tộc hết sức vắng vẻ, linh khí hoàn toàn không cách nào so sánh với nhân tộc và yêu tộc. Cho nên đến đoạt kiếm, cũng là muốn đánh cuộc một phen, thanh kiếm này, dực tộc không cần, nhưng lại có thật nhiều tác dụng, ví dụ như dùng để kết giao nhân tộc, kết giao thiên tộc. Dương Diệp đi theo lão giả tới trước một gian đại điện, lão giả dừng bước lại. Xin chờ một chút. Nói xong, hắn đi vào trong đại điện. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía có thần thức cường đại tra xét hắn. Một lát sau, lão giả kia đi ra nói. Tộc trưởng mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, đi vào trong đại điện. Trong đại điện, có ba lão giả đang mặc trường bào màu đen, mà ở vị trí đầu não, là một trung niên mặc trường bào màu vàng. Trung niên quan sát Dương Diệp một chút. Tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, trong nhân tộc, ngoại trừ một ít vương gia, khả năng ngươi chính là mạnh nhất rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua ba lão giả kia, sau đó nhìn về phía trung niên. Lần này tới dực tộc, là được người nhờ và tới dực tộc tiễn đưa một đồ vật. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, người thần bí kia cho chiếc nhẫn lập tức bay đến trước mặt trung niên. Trung niên nhìn lướt qua chiếc nhẫn, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Ba lão giả ở bên cạnh nhìn nhau, sau đó thần thức quét qua chiếc nhẫn, rất nhanh, ba lão giả cũng giống như trung niên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ở trong giới chỉ, là rất nhiều công pháp và huyền kỹ thất truyền của dực tộc, những công pháp huyền kỹ này, toàn bộ là thánh nhân cấp, có thậm chí còn trên thánh nhân. Qua hồi lâu, trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Này là người phương nào cho các hạ? Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm thân phận của hắn, nếu như vật đã đến trong tay các vị, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Cáo từ. Vừa nói, Dương Diệp xoay người rời đi, giống như nghĩ đến cái gì, hắn dừng lại nói. Chư vị, kiếm kia ở trong tay ta, dực tộc cũng đừng có tới tìm phiền toái. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một lão giả bên cạnh trung niên đột nhiên nói. Chậm đã. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía lão giả kia. Cảm tạ thì không cần, đối phương đã cho ta phần thưởng. Lão giả kia gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi xem qua đồ vật trong nạp giới này chưa? Dương Diệp lắc đầu. Không có. Ta không tin. Lão giả nói. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Lúc này, lão giả kia nhìn về phía trung niên. Tộc trưởng, trong nạp giới này, là các loại thần thông chi thuật của dực tộc ta, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, kính xin tộc trưởng hạ lệnh tru sát người này. Trung niên nhíu mày, có chút do dự. Tức chết lão tử. Lúc này Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra. Lão tử khó được làm việc tốt một lần, đổi lấy chính là loại kết quả này, xem ra lão tử là không thích hợp làm người tốt. Nói xong, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đám người trung niên. Nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm đi tới, ba lão giả bên cạnh dục tộc tộc trưởng nheo mắt, ba người thật không ngờ Dương Diệp dám động thủ ở chỗ này. Mà bọn hắn tự nhiên không sợ, muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, dực tộc tộc trưởng đột nhiên nói. Chậm đã. Ba lão giả nhìn về phía dực tộc tộc trưởng, dực tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp. Xin tiểu hữu bất giận, dực tộc ta thực không phải loại người không biết tốt xấu. Dương Diệp dừng bước lại. Ta thấy giống như chính là như vậy a, dực tộc tộc trưởng cười nói. Bọn hắn chẳng qua là đầu nhất thời bối rối. Nếu vị kia đã giao vật ấy cho ngươi, cái này chứng minh, đối phương tin tưởng ngươi. Mà nếu ngươi muốn nuốt riêng, căn bản sẽ không đến dực tộc. Dương Diệp nói. Xem ra các hạ vẫn còn hiểu lý lẽ. Dực tộc tộc trưởng cười nói. Bất kể như thế nào, đa tạ tiểu hữu mang vật này về dực tộc, nhân tình này, dực tộc ta nhớ kỹ. Đừng ghi nhớ. Dương Diệp cười nói. Hiện tại ta muốn đi thiên tộc, có thể sẽ cùng thiên tộc phát sinh mâu thuẫn, không bằng tiền bối phái vài cường giả siêu cấp đi với ta. Biểu lộ của dực tộc tộc trưởng cứng ngắc. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, quay người biến mất ở trong đại điện. Dương Diệp đi rồi, một lão giả bên cạnh dực tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Vì sao không lưu hắn lại? Thần dực còn ở trên người hắn, đây là chí bảo của dực tộc ta,
có thể nào rơi vào trong tay người ngoài. Hai mắt Dực tộc tộc trưởng chậm rãi đóng lại. Ngươi chỉ thấy được thần Dực, nhưng lại không nghĩ, ai đưa nó cho hắn, vì sao đối phương phải đưa cho hắn, càng không nghĩ, vì sao hắn dám một thân một mình đến Dực tộc. Lão giả kia á khẩu không trả lời được. Dực tộc tộc trưởng mở mắt. Loạn thế đã đến, mặc dù Dực tộc ta có chút nội tình, nhưng sơ sẩy một cái, chút nội tình ấy khả năng sẽ thua sạch. Mà người này bị nhân tộc cùng các tộc đuổi giết, nhưng còn có thể sống vui vẻ, trưởng lão cảm thấy hắn là một người đơn giản. Lão giả trầm mặc. Dực tộc tộc trưởng nói khẽ. Người này, không đơn giản a. Sau khi Dương Diệp ly khai Dực tộc, đi thẳng đến thiên tộc. Cũng không lâu lắm, Dương Diệp đi tới thiên môn, không do dự, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp tiến vào trong thiên môn. Xuyên qua thông đạo không gian, Dương Diệp đi tới khu vực thiên tộc. Bất quá mới vừa ra, đã bị mấy tên nam tử mặc khôi giáp bao vây. Một người trong đó gầm lên. Người tới là ai, có thông hành lệnh hay không? Thông hành lệnh. Dương Diệp lắc đầu. Không có. Không có người cũng dám xông vào thiên tộc. Nam tử kia gầm lên. Cùng hắn lãng phí thời gian làm gì, trực tiếp giết. Bên cạnh nam tử, tên còn lại đột nhiên nói. Nói xong hắn bay thẳng đến Dương Diệp. Nam tử kia đi vào trước mặt Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm chống đỡ mi tâm của hắn. Dương Diệp nắm kiếm khẩy khẩy, sau đó nói. Ta muốn đến thiên tộc dạo chơi, có vấn đề gì không? Sắc mặt người kia có chút tái nhợt. Lúc này, kiếm đột nhiên đâm rách làn da, máu tươi chảy ròng ròng. Nam tử kia vội vàng nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Kiếm thu. Thân hình Dương Diệp run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời xa xa. Trong tràng, nam tử kia chảy đầy mồ hôi lạnh. Có cần báo cáo lên trên hay không? Lúc này tên còn lại đột nhiên nói. Nam tử kia lắc đầu. Từ trước đến nay cũng không phải không có người tự tiện vào thiên tộc, chút chuyện này cũng báo, mấy vị đại nhân ở phía trên sẽ không kiên nhẫn, đến lúc đó, chịu tội cũng là người ta. Người nọ nhẹ gật đầu. Cũng phải. Sau hai canh giờ, Dương Diệp đi tới Vân Tiêu Thành. Nhìn Vân Tiêu Thành trước mắt, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, lúc trước rời đi, hắn đã nói, có một ngày hắn sẽ trở lại nơi đây. Hiện tại, hắn đã trở về. Ma tộc Cổ Thương Viêm, xếp thứ 7 trên thiên võ bảng. Đột nhiên, Dương Diệp nghe được xa xa truyền đến tiếng kinh hô. Thứ 7, không phải hôm qua hắn đứng thứ 20 sao? Sao hôm nay lại thứ 7? Người cũng biết kia là ngày hôm qua, người ta một buổi tối đêm liền 13 vị cường giả thiên võ bảng, nghe nói hiện tại đã đi khiêu chiến thứ 6 Lâm Vũ Tiên rồi. Lâm Vũ Tiên đã thua. Theo những lời này vang lên, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lát sau, một tiếng thở dài vang lên. Xem ra gia hỏa này, là muốn khiêu chiến thứ nhất của thiên võ bảng ta. Nếu để cho hắn đoạt được thứ nhất, đến lúc đó thiên tộc ta sẽ trở thành trò cười của bách tộc. Thiên võ bảng. Cách đó không xa, Dương Diệp nhíu mày, giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng của hắn có chút vén lên. Dương Diệp tiến vào trong thành, bởi vì che giấu, cũng không có người phát hiện hắn là nhân loại. Sau khi nghe ngóng, hắn rốt cuộc minh bạch thiên võ bảng là cái gì rồi. Thiên võ bảng chính là bảng xếp hạng của thiên tộc, cái bài danh này, tự nhiên là vì khích lệ thế hệ trẻ của thiên tộc, mà bây giờ, thiên tài của ma tộc đi tới thiên tộc khiêu chiến thiên võ bảng. Ma tộc cùng thiên tộc quan hệ còn kém hơn cả nhân tộc, có thể nói, ma tộc cùng thiên tộc, tương đương với nhân tộc cùng vu tộc, tất cả mọi người nhìn không thuận mắt. Hiện tại thiên tài ma tộc đến thiên tộc khiêu chiến thiên võ bảng, không hề nghi ngờ, đây là tới vẽ mặt. Vẽ mặt, giống như nghĩ đến cái gì, dáng tươi cười của Dương Diệp càng dày đặc. Rất nhanh, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Vân Tiêu Thành, thiên võ đài. Lúc này bốn phía thiên võ đài có thể nói người đông tấp nập, ở trên đài tỷ võ, đứng một nam tử mặc trường bào màu tử kim, thân hình nam tử cao lớn, tóc dài xõa vai, ở trong tay nắm một thanh đoản đao. Đao rất ngắn, dài nửa cánh tay, nhưng lại rất dày, ít nhất bằng hai bàn tay người trưởng thành chất chồng, rất kỳ lạ. Hiển nhiên, người trước mắt này, chính là thiên tài của ma tộc, Cổ Thương Viêm. Chung quanh, rất nhiều người của thiên tộc đang hùng hùng hổ hổ. Trên đài tỷ võ, Cổ Thương Viêm nhắm mắt, không nói một lời. Ngay lúc này, một nam tử mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ.
là thiên võ bảng xếp hạng thứ 5 Tiêu Lạc. Trong tràng, có người lớn tiếng kinh hô. Dương Diệp quan sát Tiêu Lạc kia, khẽ gật đầu, hàm lượng của thiên võ bảng còn tốt, Tiêu Lạc này là cường giả kiến đạo cảnh, hơn nữa từ khí tức đến xem, hiển nhiên là loại căn cơ vững chắc. Mà Cổ Thương Viêm, Dương Diệp nhìn thoáng qua, nhưng cái gì cũng không thấy, hiển nhiên đối phương ẩn núp thực lực của mình. Lúc này, Cổ Thương Viêm mở mắt. Ra tay đi. Thanh âm có chút khàn khàn. Tiêu Lạc quan sát Cổ Thương Viêm một chút, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Cổ Thương Viêm, chỉ nháy mắt, mấy chục đạo hàn quang đột nhiên từ trong hai tay Tiêu Lạc bắn ra. Lúc này, tay của Cổ Thương Viêm đột nhiên triển khai. Chỉ thấy tay phải hắn cầm đao bổ ngang, động tác rất chậm, vô cùng chậm, chậm đến như tiểu hài tử chơi đùa, nhưng một đao chậm như thế, lại chém hàn quang của Tiêu Lạc sạch sẽ. Cùng lúc đó, bản thân Tiêu Lạc thì bị trấn ra luận võ đài. Trên đài tỷ võ có phòng hộ cháo, nhưng giờ khắc này, phòng hộ cháo sau lưng Tiêu Lạc chẳng biết lúc nào xuất hiện một lỗ hổng thật to, Tiêu Lạc chính là từ lỗ hổng này bay ra ngoài. Trong tràng, yên tĩnh im ắng. Nguyên bản một ít người thiên tộc đang kêu gào giờ phút này cũng ngậm miệng. Trên đài tỷ võ, Cổ Thương Viêm nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Để cho đệ nhất xuất hiện đi. Phía dưới, Dương Diệp quan sát Cổ Thương Viêm một chút, cười nói. Có chút ý tứ. Chiêu vừa rồi kia của Cổ Thương Viêm, cũng không phải chậm, mà là một loại pháp tắc chi lực. Loại pháp tắc chi lực này rất huyền diệu, hắn cũng không nói lên được. Bất quá đáng giá nhắc tới là, một đao kia của đối phương xác thực rất mạnh. Ngay lúc này, trên đài tỷ võ đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp ngẩn người, bởi vì nữ tử này hắn nhận thức. Nữ tử trước mắt này, chính là tỷ tỷ của Tiểu Thất, lúc trước đối phương còn cảnh cáo hắn đừng tiếp cận Tiểu Thất. Cổ Thương Viêm nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói. Ra tay đi. Nữ tử cũng không nói gì, tay hơi động một chút, ở trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Lạc Tinh Kiếm. Một trong các chí bảo của thiên tộc. Kiếm xuất hiện, nữ tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang lóe lên. Đạo kiếm quang này lập tức đi tới trước mặt Cổ Thương Viêm. Lúc này, Cổ Thương Viêm động. Đao nâng lên, sau đó rơi xuống. Xuy. Kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, nhưng lúc này, Cổ Thương Viêm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Keng. Trên đài tỷ võ truyền đến một âm thanh kim loại cắt nhau, chỉ nháy mắt, nàng kia bị chấn đến biên giới luận võ đài. Giờ khắc này, trong mắt nữ tử kia nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, rất nhanh, tinh thần ở chân trời biến huyễn, vô số tinh thần chi lực giống như thủy triều dũng mãnh vào kiếm trong tay nữ tử, theo tinh thần chi lực tràn vào, kiếm trong tay nữ tử rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lắc đầu, nữ nhân này, trong khoảng thời gian qua căn bản không có tiến bộ gì. Mượn nhờ ngoại vật không phải là không thể được, nhưng mượn nhờ ngoại vật quá độ thì không được. Phải biết, rèn sắt còn cần lực lượng của bản thân đi đập. Mà nữ tử trước mắt này, kiếm đạo không có tiến bộ gì, tu vi cũng không có tiến bộ gì, ngược lại tốc độ tụ tập tinh thần chi lực nhanh hơn trước kia rất nhiều. Sau khi kiếm hấp thu tinh thần chi lực, khí tức cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng điều này cũng vô ích. Cuối cùng không phải là của bản thân nàng. Xa xa, Cổ Thương Viêm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trên đài tỷ võ, một ánh đao lóe lên, ánh đao nhỏ như sợi tóc, đây là biểu hiện của nhanh đến cực hạn. Thoáng qua, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì ở trên cổ nàng kia, đang gác một thanh đoản đao. Nữ tử thất bại. Còn chưa phát ra một kích mạnh nhất liền thất bại. Cổ Thương Viêm thu đao, sau đó xoay người đi về vị trí cũ của mình. Đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu, vừa quay đầu, hắn ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỗ đó đúng là vị trí của Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, nàng kia cũng sửng sốt. Trên đài tỷ võ, Cổ Thương Viêm do dự một chút, sau đó nhìn Dương Diệp ôm quyền. Vừa rồi bêu xấu. Mọi người. Bêu xấu. Trong tràng, tất cả mọi người bối rối. Tất cả ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Dương Diệp, người trước mắt này là ai? Dương Diệp cũng nao nao, hắn nhìn thoáng qua Cổ Thương Viêm, sau đó nói. Ngươi biết ta. Cổ Thương Viêm khẽ gật đầu. Tại tử giới Nam Lân Sơn bái kiến các hạ một lần. Nam Lân Sơn, nghe thế, Dương Diệp khẽ gật đầu, nguyên lai người trước mắt này là từ tử giới đi ra, khó.
khó trách thực lực cường hãn như vậy. Lúc này Cổ Thương Viêm nói, không nghĩ tới nhìn thấy các hạ ở đây, 3 ngày sau, ma tộc ta có một di tích thánh nhân mở ra, nếu các hạ không ghét bỏ, chúng ta có thể cùng nhau đi. Nghe được lời của Cổ Thương Viêm, tất cả người thiên tộc ngây dại. Cổ Thương Viêm này đối đãi nam tử trước mắt không khỏi quá khách khí đi. Không chê. Mặc dù Cổ Thương Viêm là người ma tộc, nhưng mọi người không thể không thừa nhận, người ta xác thực rất mạnh, cực kỳ mạnh. Mà một cường giả như vậy, rõ ràng khách khí đến loại trình độ này. Cổ Thương Viêm khách khí với Dương Diệp là bình thường, bản thân hắn cũng không cảm thấy không ổn. Dù sao ban đầu hắn ở tử giới là được chứng kiến năng lực của Dương Diệp. Hơn nữa Dương Diệp này, đã từng giao thủ với cường giả thiện cảnh. Khi đó, cường giả thiện cảnh với hắn mà nói, là tồn tại cần ngưỡng vọng. Mà Dương Diệp đã có thể giao thủ với đối phương. Dương Diệp bây giờ, thực lực hẳn mạnh hơn, bởi vì bản năng nói cho hắn biết, Dương Diệp rất nguy hiểm. Loại bản năng này, là ở tử giới rèn luyện ra, vô cùng chuẩn xác. Di tích thánh nhân. Phía dưới, Dương Diệp khẽ nhíu mày, một lát sau hắn nói. Đến lúc đó nếu như có thời gian, có thể đi nhìn xem. Cổ Thương Viêm cười nói. 3 ngày này, ta sẽ ở thiên tộc, nếu các hạ muốn đi, tùy thời có thể liên hệ ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Cổ Thương Viêm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua 4 phía. Để cho thiên võ bảng thứ nhất xuất hiện đi. Đối diện Cổ Thương Viêm, nàng kia trầm giọng nói. Hắn rất nhanh sẽ đến. Cổ Thương Viêm khẽ gật đầu. Ta liền đợi a. Nói xong, cặp mắt chậm rãi đóng lại. Nữ tử thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi còn dám tới thiên tộc? Dương Diệp cười nói. Vì sao không dám tới? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi là muốn chết? Dương Diệp cười nói. Vẫn tự đại như vậy. Đúng rồi, nghe ngóng chuyện này, tiểu thất ở đâu? Nữ tử nói. Nể mặt tiểu thất, xin khuyên một câu. Thừa dịp phụ hoàng ta còn chưa phát hiện, hiện tại lập tức ly khai thiên tộc vẫn còn kịp. Bằng không thì, nếu hắn phát hiện ngươi lần nữa tiến vào thiên tộc, khi đó ai cũng không cứu được ngươi. Thật sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta thật sợ. Nữ tử sầm mặt lại. Tùy ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Nể mặt tiểu thất, cũng tặng ngươi một câu. Lạc tinh kiếm là thanh kiếm tốt. Nhưng người dùng nó là cái bao cỏ. Người sử dụng kiếm, nhưng lấy kiếm làm chủ, đây là ngu xuẩn giường nào a? Ngươi! Nữ tử xoay người, nhìn hằm hằm Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không để ý nữ tử, chỉ nhìn về phía chân trời xa xôi, cuối chân trời, không gian đang rung động. Rất nhanh, chỗ đó xuất hiện một khe hở đen kịt, chỉ nháy mắt, một nhân ảnh từ trong đó bắn nhanh ra. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Một vệt sáng từ không trung bắn về phía Vân Tiêu Thành. Hắn đến rồi. Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử trầm giọng nói. Theo thanh âm nữ tử rơi xuống, ở trên đài tỷ võ xuất hiện một nam tử mặc trường bào màu trắng. Nam tử ước chừng 27-28 tuổi, mặc áo bào trắng, không dính một hạt bụi. Dung mạo của nam tử rất anh tuấn, mới vừa xuất hiện, vô số nữ tử đã kinh hô. Lạc Vô Tuyết! Lạc Vô Tuyết! Thiên tộc thiên bảng thứ nhất, cũng là đại biểu thế hệ trẻ trước mắt của thiên tộc. Ánh mắt của Lạc Vô Tuyết rơi vào trên người Cổ Thương Viêm. Ma tộc tôm tép nhãi nhép, cũng dám đến thiên tộc ta ngang ngược, thật không biết trời cao đất rộng. Nói xong, tay phải đột nhiên nâng lên, rất nhanh, ở trong lòng bàn tay, ánh sáng nhàn nhạt lập lòe, sau một khắc, hắn đột nhiên cách vỗ về phía Cổ Thương Viêm một trường. Bành! Không gian chung quanh Cổ Thương Viêm run lên kịch liệt, chỉ nháy mắt. Không gian chung quanh hắn rạn nứt ra, khuôn mặt của Cổ Thương Viêm có chút vặn vẹo, dường như đang chịu đựng thống khổ gì. Yên lặng một cái chớp mắt, tay của Cổ Thương Viêm đột nhiên triển khai, một đạo đao mang lóe lên. Xuy! Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ, theo tiếng xé rách này vang lên, không gian trước mặt Cổ Thương Viêm đột nhiên nhiều hơn một vết nứt không gian, cuối khe hở, một đạo đao mang đã tới mi tâm của Lạc Vô Tuyết. Khóe miệng Lạc Vô Tuyết cười lạnh. Cổ tay khẽ động, một đạo ngân mang lóe lên. Bành! Đao mang của Cổ Thương Viêm biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, hai người cách xa nhau không sai biệt lắm 10 trượng, ở trong tay Lạc Vô Tuyết, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường thương ngân sắc, quanh trường thương là một con rắn màu trắng bạc.
Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt xẹt. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không gian trước mặt Lạc Vô Tuyết tách ra, một khe hở khổng lồ xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Cùng lúc đó, luận võ đài ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một đống bột mịn. Lực lượng quá mạnh, luận võ đài cùng không gian đã không chịu nổi. Xa xa, thời điểm Lạc Vô Tuyết xuất thủ, Cổ Thương Viêm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, một ánh đao lóe lên, vô cùng chướng mắt, rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, ánh đao cùng ngân quang đụng vào nhau, trong chốc lát. Ầm. Một cỗ khí lãng khuếch tán ra, cỗ khí lãng này khuếch tán cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước đám người xung quanh. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh lập tức kinh hãi, nhao nhao lùi lại hơn ngàn trượng. Nhưng lúc này, mọi người phát hiện có một người không lùi lại. Cái kia chính là Dương Diệp vẫn còn ở vị trí cũ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thấy mọi người đều nhìn hắn, Dương Diệp kinh ngạc nói. Các ngươi đang làm gì đó? Mọi người nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, không trung xa xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở không trung, một bạch long màu bạc bay lượn, cùng lúc đó, một đạo đao khí dài đến trăm trượng như sao băng xẹt qua. Lúc này hai người chiến đấu đã đạt tới gay cấn, thắng bại rất nhanh liền ra, hoặc có lẽ sinh tử rất nhanh sẽ ra. Bởi vì hai người không có nương tay, đều là lấy mạng tương bác. Rầm rầm rầm. Ở chân trời, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, theo những tiếng nổ này vang lên, toàn bộ không gian trở nên hư ảo. Bất quá rất nhanh, âm thầm có cường giả ra tay ra cố không gian, sau khi những cường giả kia ra cố, không gian đã được phòng thủ kiên cố. Lực lượng của Lạc Vô Tuyết và Cổ Thương Viêm cũng không cách nào dung chuyển không gian. Ngay lúc này, Lạc Vô Tuyết đột nhiên bay lên trời, rất nhanh, một viên cầu màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn, thời điểm viên cầu xuất hiện, sắc mặt Cổ Thương Viêm thay đổi. Trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này nguy hiểm. Đi! Lạc Vô Tuyết cong ngón búng ra, viên cầu trong tay hóa thành một đạo ngân mang bắn mạnh về phía Cổ Thương Viêm. Xa xa, hai mắt Cổ Thương Viêm híp lại. Một tay cầm đao biến thành hai tay nắm đao, thời điểm viên cầu màu bạc cách hắn 10 trượng, hai tay Cổ Thương Viêm đột nhiên nắm đao bổ một phát. Đao rơi xuống, vừa vặn bổ ở trên viên cầu. Thời gian dường như định dạng. Cứ như vậy, rằng co không sai biệt lắm ba hơi, đột nhiên viên cầu run lên kịch liệt, từng đạo ngân quang từ trong đó bắn nhanh ra. Bành bành bành. Những ngân quang kia trực tiếp đánh vào trên người Cổ Thương Viêm, Cổ Thương Viêm bị chấn bay ra ngoài gần vạn trượng. Vừa dừng lại, thân thể Cổ Thương Viêm rạn nứt ra, vô số máu tươi từ trong thân thể hắn bắn tung tóe, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Thắng! Trong tràng, vô số người hoan hô, vô số người tề hống, thanh âm xông thẳng lên trời. Xa xa, Cổ Thương Viêm lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Lạc Vô Tuyết. Thần khí thánh nhân cấp! Lạc Vô Tuyết thu hồi viên cầu, cười nói. Có chút nhãn lực. Vừa nói. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chư vị, các ngươi nói, người này là giết hay không giết? Giết! Vô số người lập tức giống lên. Đương nhiên đáng chết. Giết! Phải giết, người phạm thiên tộc ta, hẳn phải chết. Giết! Không! Lăng trì! Ở chân trời, Lạc Vô Tuyết quay đầu nhìn về phía Cổ Thương Viêm, châm chọc nói. Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, chính là ngươi. Nói xong. Trường thương trong tay đột nhiên ném về phía Cổ Thương Viêm. Xa xa, Cổ Thương Viêm muốn ra tay, nhưng lúc này, một nhân ảnh đứng ở trước mặt hắn. Sau một khắc, trường thương bị một tay bắt lại. Người này đúng là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, nữ tử phía dưới cau mày, Cổ Thương Viêm ở sau lưng Dương Diệp cũng sửng sốt, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ ra tay. Nhân loại. Nhìn thấy Dương Diệp, Lạc Vô Tuyết nhíu mày. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người phía dưới, sau đó nói. Hắn đến thiên tộc khiêu chiến, vừa rồi hắn đánh bại thiên tộc nhiều người như vậy, tựa hồ không có lấy mạng của ai nha. Hắn là nhân loại. Trong tràng có người kinh hô. Nhân loại, chủng tộc đê tiện, hắn làm sao đi vào thiên tộc chúng ta? Không nghĩ tới là nhân loại, thiên môn canh phòng thực càng ngày càng vô dụng, thậm chí ngay cả nhân loại đê tiện cũng để vào. Phía dưới. Nàng kia nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tự tìm đường chết. Không chung, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, khóe miệng hơi cuộn lên, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ nháy mắt,
hắn xuất hiện ở trước mặt Lạc Vô Tuyết, ngay sau đó, Dương Diệp nắm trường thương của Lạc Vô Tuyết quét qua. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lạc Vô Tuyết bị Dương Diệp quét ngã hơn mấy ngàn trượng. Không chung, Dương Diệp phủi tay, sau đó nhìn lướt qua phía dưới. Từ giờ phút này, Dương Diệp ta tuyên chiến thiên tài tuổi trẻ của thiên tộc, ở nơi này, không hạn nhân số, đến bao nhiêu, Dương Diệp ta chiến bao nhiêu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó khóe miệng hơi cuộn lên, dáng tươi cười có chút lạnh, hắn chỉ Lạc Vô Tuyết ở xa xa, lại nói. Nói cho các người biết, loại phế vật này thì đừng tới, bởi vì ta có thể đánh 100. Đánh 100. Trong tràng, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Láo xược. Ngay lúc này, Lạc Vô Tuyết gầm thét, chỉ nháy mắt, trong tay nhiều ra một viên cầu, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào viên cầu, theo huyền khí tràn vào, viên cầu bắt đầu rung động. Cẩn thận, đây là... Lúc này, Cổ Thương Viêm chuẩn bị nhắc nhở, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn ngừng lại. Cẩn thận! Lạc Vô Tuyết này mạnh mẽ hơn Huyết Yêu Vương sao? Đáp án hiển nhiên là không, mà Dương Diệp có thể đối kháng Huyết Yêu Vương. Hơn nữa nhìn thực lực của Dương Diệp bây giờ, rõ ràng mạnh mẽ hơn lúc trước không ít, Dương Diệp nhìn thoáng qua Cổ Thương Viêm, mỉm cười. Không sao. Ngay lúc này, Lạc Vô Tuyết đột nhiên tung người nhảy vọt, viên cầu trong tay ném về phía Dương Diệp. Chíu, viên cầu lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, chỉ nháy mắt, vô số năng lượng bắn nhanh ra, bao phủ về phía Dương Diệp. Ngay lúc này, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành kiếm quang phóng lên trời. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đều là tàn ảnh của Dương Diệp, mỗi một tàn ảnh đều mang theo kiếm quang chướng mắt. Ảnh kiếm sát. Đạo đạo kiếm quang răng khắp nơi, kiếm quang lăng lệ ác liệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cứ như vậy, kiếm quang rằng co trọn vẹn ba hơi sau, kiếm quang biến mất, bản thể Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Mọi người nao nao, chỉ nháy mắt, mọi người ngay ngắn nhìn về vị trí của Lạc Vô Tuyết, lúc này, ở trước mặt Lạc Vô Tuyết, đứng một nam tử thanh sam, mà kiếm trong tay nam tử thanh sam đang gác ở trên cổ Lạc Vô Tuyết. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lạc Vô Tuyết thất bại. Lạc Vô Tuyết khó có thể tin nhìn nam tử trước mắt, hắn không nghĩ tới, mình sẽ thất bại như vậy. Vừa rồi Dương Diệp xuất kiếm, hắn còn không kịp phản ứng. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Ta chờ ở đây, vừa rồi lời của ta vẫn hữu hiệu. Thiên tộc một đời tuổi trẻ, không hạn chế nhân số, đến bao nhiêu, ta chiến bao nhiêu. Nghe vậy, sắc mặt người thiên tộc có chút khó coi. Khiêu khích. Ma tộc Cổ Thương Viêm đến thiên tộc khiêu chiến thiên võ bảng, đối với thiên tộc mà nói, đây cũng là khiêu khích, mà bây giờ Dương Diệp khiêu khích, so với Cổ Thương Viêm càng phách lối hơn. Hắn không khiêu chiến thiên võ bảng, mà khiêu chiến thiên tài thế hệ trẻ của cả thiên tộc. Khiêu chiến cả một đời tuổi trẻ của thiên tộc. Lúc này, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ, nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Thiên tộc không phải chủng tộc cao các loại sao? Hôm nay ta muốn nhìn các ngươi cao quý ở nơi nào? Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nhìn xem, ta là nhân loại, các ngươi là thiên tộc, ở trong mắt các ngươi, ta là chủng tộc cấp thấp. Hiện tại, con mẹ nó ta muốn hỏi chủng tộc cao quý các ngươi, ai dám đi lên chiến một trận? Ai dám? Thiên tộc chưa bao giờ thiếu nam nhi nhiệt huyết, rất nhanh, một nam tử xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Nam tử nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc. Bành! Ở trong mắt của tất cả mọi người, thân thể nam tử kia cong lại, sau đó bay ra ngoài. Ngoài ngàn trượng, nam tử ầm ầm rơi trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Trong tràng, yên tĩnh im ắng. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp thu hồi nắm đấm, sau đó nói. Đổi kế tiếp! Đổi kế tiếp! Lúc này đây, không người nào dám đơn giản đi lên. Thực lực sai biệt quá lớn, lên là tự rước lấy nhục. Trước mặt Dương Diệp, nàng kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi sẽ chết. Dương Diệp cười nói. Ngươi cũng đã từng nói như vậy, mà bây giờ, ta còn sống rất tốt. Còn nữa, nếu như trẻ tuổi thiên tộc không người, đời trước muốn đi ra cùng ta so chiêu, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá người thiên tộc cao quý, hẳn sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ a.
Nữ tử còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp khoát tay áo. Không có tâm tình chít chít méo mó với ngươi, đi xuống đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chứng minh thiên tộc cao quý, vậy ra tay đi. Sắc mặt của nữ tử có chút khó coi, nhưng Dương Diệp lại nhắm mắt, quản cũng không quản tới nàng. Dương Diệp trầm tư. Hắn đi vào thiên tộc, đương nhiên sẽ không đối kháng cả thiên tộc, mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng muốn lấy lực lượng một người đối kháng thiên tộc, hiển nhiên là chuyện không thể nào, cho dù hắn đạt tới thánh nhân, cũng không có khả năng dùng lực lượng một người đối kháng cả thiên tộc. Nhưng hắn nhìn thiên tộc khó chịu, làm sao bây giờ? Vì vậy hắn nghĩ tới một biện pháp, già đánh không lại, vậy từ nhỏ đánh. Hắn khiêu chiến một đời tuổi trẻ của cả thiên tộc. Thiên tộc khẳng định sẽ không phái cường giả thế hệ trước đến đối phó hắn, bởi vì nếu như đối phương làm như vậy, thế nhân sẽ cho rằng thiên tộc lấy lớn hiếp nhỏ, một đời tuổi trẻ không người. Loại tình huống này, thiên tộc nhất định trở thành trò cười của bách tộc. Đương nhiên, ngoài sáng có thể sẽ không tìm hắn gây sự, nhưng âm thầm nhất định sẽ có. Ngay lúc này, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Lão giả áo trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nghĩ tới, người còn dám tới thiên tộc. Hiển nhiên, người này nhận thức Dương Diệp. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Thế nào, các hạ là muốn đích thân xuất thủ? Lão giả áo trắng châm chọc nói. Phải cần ta tự mình ra tay. Dương Diệp cười nói. Ta rất thích thiên tộc tự tin, giống như ta. Đã như vậy, vậy để cho người của thiên tộc xuất hiện đi, ta muốn nhìn, các ngươi cao quý ở nơi nào. Lão giả áo trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta nghĩ, ngươi là không thể ly khai thiên tộc rồi. Không đúng, nếu như ngươi chết, chúng ta sẽ ném thi thể ra thiên tộc, nhân loại đê tiện, không xứng chết ở trên địa bàn thiên tộc. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nhìn lão giả áo trắng. Ta rất muốn chết, để cho ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ chân trời truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỗ đó chẳng có cái gì cả. Rất nhanh, có người kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía trên đài tỷ võ. Trên đài tỷ võ, trước mặt Dương Diệp, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên mặc lam bào, thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi, dung nhan tuấn tú, trên người mang theo một cỗ khí chất tiêu sái xuất trần. Không nghĩ tới người của Thiên Vệ Quân cũng xuất động. Thiên Vệ Quân, cái này thuộc về một thế lực thần bí của thiên tộc, từng trực thuộc thiên tộc thủ hộ giả, mà năm đó đại chiến, thiên tộc thủ hộ giả chết trận, chỉ đội ngũ này đã bị thiên quân bây giờ khống chế. Những năm gần đây, thiên quân vì khống chế đại quyền, thiên tộc cũng không có xuất hiện thủ hộ giả mới. Người trong chi thế lực này, là thiên tộc âm thầm bồi dưỡng, những người này, bình thường sẽ chỉ ở thời kỳ mấu chốt mới xuất hiện. Mà nàng thật không ngờ, hiện tại phụ thân nàng sẽ phái người của Thiên Vệ Quân ra. Bất quá cái này cũng bình thường, thực lực của Dương Diệp này, thiên tài bình thường căn bản không có cách xứng đôi. Cho dù là nàng, cũng không cách nào chống lại Dương Diệp. Thanh niên lam bào quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Thính đạo cảnh, ha ha, hiện tại cái này gọi là thiên tài, thật sự có tài liền cảm giác mình vô địch, thật sự là ngây thơ, thật sự là buồn cười. Ngươi nói lời này vô cùng đúng. Nói chuyện không phải Dương Diệp, mà là Cổ Thương Viêm. Thanh niên lam bào nhìn về phía Cổ Thương Viêm. Là sao? Cổ Thương Viêm cười nói. Không có gì, chẳng qua cảm thấy ngươi nói rất đúng. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, người thiên tộc này, tự xưng chủng tộc cao quý, nhưng nhiều khi làm sự tình, lại không cao quý chút nào. Dương huynh phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao đây là địa bàn của thiên tộc, ám tiễn khó phòng a. Dương Diệp cười nói. Đa tạ nhắc nhở. Vừa nói, hắn nhìn về phía thanh niên lam bào kia. Dương huynh, người thiên tộc này, tự xưng chủng tộc cao quý, nhưng nhiều khi làm sự tình, lại không cao quý chút nào. Dương huynh phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao đây là địa bàn của thiên tộc, ám tiễn khó phòng a. Dương Diệp cười nói. Đa tạ nhắc nhở. Vừa nói. Hắn nhìn về phía thanh niên lam bào kia. Đến, ra tay đi. Thanh niên lam bào cười ha ha một tiếng. Nhân loại, xem ra ngươi rất tự tin. Không được khinh địch. Bên cạnh thanh niên lam bào, lão giả áo trắng nhắc nhở một câu. Thanh niên lam bào cười cười, sau đó nói. Nhân loại, xem ra ngươi rất tự tin. Không được khinh địch. Bên cạnh thanh niên lam bào,
lão giả áo trắng nhắc nhở một câu. Thanh niên Lam Bào cười cười, sau đó nói. Chư lão yên tâm. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. 10 chiêu, trong 10 chiêu ta tất sát ngươi. Để cho ngươi xuất thủ trước, chính là sợ ngươi không có cơ hội xuất thủ. Dương Diệp. Ngu xuẩn. Một bên, Cổ Thương Viêm lắc đầu. Ở trong đại thiên vũ trụ này, một đời tuổi trẻ, khả năng có người có thể đánh bại Dương Diệp, nhưng muốn nói có thể ở trong 10 chiêu đánh bại Dương Diệp, cá nhân hắn xem ra, đó là tuyệt đối không có. Tuy đại thiên vũ trụ ngọa hổ tàng long, thiên tài vô số, nhưng Dương Diệp là người có thể từ tử giới đi ra. Mà ở trong tử giới, Dương Diệp có thể nói sắp xếp thứ nhất. Một đệ nhất thiên tài từ tử giới đi ra, thiên tài ở trong đại thiên vũ trụ này căn bản không có cách tới đánh đồng. Có lẽ chỉ có vài luân hồi giả người tự nguyện vào luân hồi để hoàn thiện mình, giống như trí nữ hoặc người đặc thù mới có khả năng chống lại Dương Diệp. Mà thanh niên Lam Bào trước mắt, hiển nhiên không phải luân hồi giả, càng không phải người đặc thù gì. 10 chiêu đánh bại Dương Diệp, trong mắt Cổ Thương Viêm, này chính là một chuyện cười. Ra tay đi. Lúc này thanh niên Lam Bào đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Nói xong, tay hắn mở ra, một thanh kiếm ở trong tay hắn xoay tròn tốc độ cao. Giờ khắc này, khí thế cả người Dương Diệp lập tức thay đổi. Lúc này Dương Diệp tựa như một thanh kiếm sắc, muốn đâm phá thương khung. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả áo trắng kia lập tức thay đổi, vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh niên Lam Bào. Không thể khinh địch. Thanh âm ác liệt. Giờ phút này, thần sắc của thanh niên Lam Bào cũng ngưng trọng lên, theo kiếm trong tay Dương Diệp xoay tròn tốc độ nhanh hơn, tâm của thanh niên Lam Bào có chút luống cuống. Trực giác nói cho hắn biết, rất nguy hiểm, một kiếm này của Dương Diệp vô cùng nguy hiểm. Không nên để cho hắn xúc thế. Ngay lúc này, trong đầu thanh niên Lam Bào vang lên thanh âm của lão giả áo trắng. Thanh niên Lam Bào do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, sau một khắc. Một thanh câu liêm xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ nháy mắt, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một đạo huyết mang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp sửng sốt. Không phải nói để cho ta ra tay trước sao? Ngươi không giữ chữ tín à? Chung quanh, mọi người cũng có chút giật mình, đều không nghĩ tới thanh niên Lam Bào này lại đột nhiên dẫn đầu xuất thủ. Một bên, Cổ Thương Viêm châm chọc nói. Cái này là thiên tộc cao quý à? Thanh âm không có che giấu, bởi vậy rất nhiều người đều nghe được lời của hắn. Xa xa, thanh niên Lam Bào kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trước mặt Dương Diệp, huyết liêm bay thẳng đến đầu Dương Diệp, hiển nhiên là muốn cắt đầu Dương Diệp đi. Nhưng đúng lúc này, kiếm trong tay của Dương Diệp đột nhiên biến mất. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm minh vang lên, xùy. Một âm thanh chói tai sắc nhọn vang lên, chỉ nháy mắt. Thanh niên Lam Bào cùng huyết liêm trong tay bị chấn bay ra ngoài mấy trăm trượng, bất tổ quá rất nhanh, thanh niên Lam Bào dừng lại. Thanh niên Lam Bào nhìn thoáng qua huyết liêm trong tay mình, giờ phút này, trên mũi huyết liêm có một TC lỗ hổng sâu đậm. Nhìn thấy lỗ hổng, sắc mặt thanh niên Lam Bào ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Dương Diệp cười nhẹ, ta cũng thấy vậy. Nói xong, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của thanh niên Lam Bào. Mà sau lưng Dương Diệp là một loạt tàn ảnh. Đồng tử của thanh niên Lam Bào bỗng nhiên co rụt lại, cổ tay chuyển một cái, huyết liêm mãnh liệt chém xuống. Keng! Trong điện quang hỏa thạch, huyết liêm cùng kiếm dùng phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau, trong nháy mắt, một tiếng nổ tung vang lên. Thanh niên Lam Bào lần nữa bị chấn bay ra ngoài, bất quá trong nháy mắt bay ra ngoài, huyết liêm trong tay đột nhiên biến mất. Đối diện thanh niên Lam Bào, Dương Diệp dừng bước, đâm ra một kiếm. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào đỉnh huyết liêm. Bành! Huyết liêm kia trực tiếp bay ngược quay về. Nhưng lúc này, thanh niên Lam Bào đột nhiên bay lên trời, ở trên không trung, thanh niên Lam Bào nắm chặt huyết liêm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào huyết liêm, theo huyền khí tràn vào, huyết liêm tản mát ra hồng mang nhàn nhạt. Thanh niên Lam Bào nhìn Dương Diệp, hai tay nắm huyết liêm mãnh liệt chém một phát. Phệ hồn. Tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một tia máu màu đỏ từ trong huyết liêm hiện ra, huyết mang bắn mạnh về phía Dương Diệp, những nơi đi qua, không gian vốn được củng cố lập tức mai một.
một vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở sau lưng Huyết Mang. Phía dưới, Dương Diệp bước ra một bước, không có thi triển huyền kỹ gì, giơ tay chém một phát. Hắn bây giờ một kiếm bình thường, cũng ẩn chứa vô số loại kiếm kỹ, nhìn tựa hồ bình thường, kỳ thật không có chút bình thường nào. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào trên Hồng Mang, Dương Diệp lui về phía sau gần 10 trượng, nhưng đạo Hồng Mang kia vẫn không có biến mất, chăm chú đối kháng kiếm trong tay Dương Diệp. Lúc này, tay phải Dương Diệp xoay tròn. Phá! Nói xong, trường kiếm trong tay xoay tròn theo, Hồng Mang lập tức nổ bể ra, hóa thành hư vô. Nhưng lúc này, thanh niên Lam Bảo xuất hiện ở trước mặt, chỉ nháy mắt, một thanh liêm đao đã tới đỉnh đầu của Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có phòng ngự một kiếm này, mà đâm về phía thanh niên Lam Bảo một kiếm. Hậu phát chế nhân. Mặc dù một kiếm này ra sau, nhưng tốc độ so với Huyết Liêm thì nhanh hơn quá nhiều. Nhìn thấy một kiếm này đâm tới, sắc mặt thanh niên Lam Bảo đại biến, hắn biết rõ, nếu như hắn không thu tay, một kiếm kia của đối phương sẽ để cho lồng ngực hắn xuất hiện lỗ máu, mà loại kiếm này một khi tiến vào thân thể hắn, trong khoảnh khắc sẽ chấn vỡ ngũ tạng. Không dám lấy mạng đổi mạng, Huyết Liêm trong tay thanh niên Lam Bảo nguyên bản đâm về phía Dương Diệp đột nhiên rút về thủ, chặn kiếm của Dương Diệp. Keng! Theo một tiếng vang giòn giã, cả người thanh niên Lam Bảo bay ra ngoài. Thời điểm thanh niên Lam Bảo bay ra ngoài, tay phải Dương Diệp đột nhiên mở ra, một thanh kiếm xoay tròn ở trong lòng bàn tay, chỉ nháy mắt, thanh kiếm này đột nhiên biến mất. Xa xa, sắc mặt thanh niên Lam Bảo kia đại biến, muốn trốn tránh nhưng đã không kịp, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ ở mi tâm của hắn. Thất bại! Thanh niên Lam Bảo thất bại! Trong chàng yên tĩnh trở lại. Một bên, sắc mặt lão giả áo trắng kia âm trầm như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Mà nàng kia cách Dương Diệp không xa cũng im lặng không nói, sắc mặt có chút âm trầm. Thiên tài thiên tộc, ở địa bàn thiên tộc thua một nhân loại. Đây đối với thiên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tình cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm thanh niên Lam Bảo bay về tay Dương Diệp. Dương Diệp nghiêng người nhìn lướt qua lão giả áo trắng. Thiên tài của thiên tộc cao quý chính là như vậy, ngay cả một nhân loại cũng đánh không lại. Lão giả áo trắng gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này Dương Diệp cười nhẹ. Đừng nhìn ta, đổi kế tiếp đi. Lúc này, nàng kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không có gì, chỉ muốn chiếu cố thiên tài của thiên tộc. Nữ tử trầm giọng nói. Loại phương pháp này của ngươi, là không thể nào để cho phụ hoàng ta giao bằng hữu của ngươi cho ngươi. Dương Diệp nhìn nữ tử. Ta đi tìm các ngươi nói, các ngươi sẽ giao sao? Các ngươi đồng dạng sẽ không giao, ở trong mắt các ngươi, chúng ta đều là con sâu cái kiến, không phải sao? Nữ tử trầm mặc. Lúc này, Dương Diệp nhìn lướt qua người thiên tộc, giờ phút này, chuyện nơi đây đã làm đến sôi sùng sục, hơn phân nửa người của Vân Tiêu Thành đều chạy tới, không chỉ như thế, còn có rất nhiều người đang không ngừng chạy đến. Người đông tấp nập. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người chung quanh, sau đó nói. Không người dám đi lên đánh một trận sao? Hùng hổ dọa người. Thời khắc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là hùng hổ dọa người, sắc mặt người thiên tộc cực kỳ khó coi, rất nhiều người đã bắt đầu kêu gào, không thể nghi ngờ đều rêu rao giết Dương Diệp, nhưng không người nào dám đi lên. Người thiên tộc chưa bao giờ thiếu nam nhân có tâm huyết, nhưng những nam nhân có tâm huyết kia đều rất rõ ràng, đi lên, chẳng có tác dụng gì. Sẽ chỉ tự rước lấy nhục, bọn hắn cùng Dương Diệp căn bản không phải một cấp bậc. Mà Dương Diệp hiển nhiên không có ý tứ bỏ qua, còn ở phía xa. Làm sao bây giờ? Đây là nghi vấn trong đầu tất cả người thiên tộc ở đây. Tiếp tục tùy ý Dương Diệp lớn lối, thiên tộc còn mặt mũi nào tồn tại? Ngay lúc này, hai tay lão giả áo trắng đột nhiên giơ lên, sau đó nhẹ nhàng chúi xuống, tiếng huyên náo lập tức biến mất. Lão giả áo trắng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi để cho thiên tộc ta thay đổi cách nhìn. Bất quá, nếu ngươi cho rằng mình có thể ức hiếp một đời tuổi trẻ của thiên tộc ta, vậy ngươi sai hoàn toàn. Lát nữa, thiên tài của thiên tộc ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở trong tràng. Dương Diệp cười nhẹ. Ta chờ. Lúc này Cổ Thương Viêm đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương huynh có quan hệ với thiên tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có chút qua lại. Vừa nói,
hắn nhìn thoáng qua Cổ Thương Viêm. Ngươi tới khiêu chiến thiên võ bảng của thiên tộc, nghĩ đến hẳn là có nguyên nhân gì a? Cổ Thương Viêm khẽ gật đầu. Người thiên tộc kiêu ngạo bá đạo, trước đây không lâu, thứ hai thiên võ bảng của bọn hắn đi ma tộc ta, sau đó khiêu chiến chúng ta, lúc ấy ta không có mặt, sau khi hắn thắng, tùy ý vũ nhục ma tộc ta, nói ma tộc ta một đời trẻ tuổi vô năng. Sau khi ta từ tử giới ra ngoài trở về mới biết chuyện này, sau đó ta tới. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc này Cổ Thương Viêm nói. Dương huynh thì sao? Dương Diệp cười nói. Không có gì, chỉ là nhìn thiên tộc khó chịu. Cổ Thương Viêm. Trong Vân Tiêu Thành, trong một phủ đệ, một lão giả áo trắng trống rỗng xuất hiện ở trong phủ đệ này. Sau khi lão giả áo trắng xuất hiện, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chư lão là vì chuyện này mà đến. Trung niên hỏi. Lão giả áo trắng nói. Ngươi đã biết rồi. Trung niên khẽ gật đầu. Chuyện lớn như vậy, ta làm sao lại không biết. Người này, không đơn giản. Lão giả áo trắng trầm giọng nói. Xác thực không đơn giản. Hiện tại hắn quấy chuyện lớn như vậy, chúng ta căn bản không có cách ra tay, cũng không cách nào đuổi hắn, bằng không thì thế nhân còn tưởng thiên tộc ta sợ hắn. Cho nên lão phu tới tìm các hạ, hy vọng để cho tiểu tử kia ra ngoài giải quyết hắn. Trung niên trầm mặc. Có vấn đề. Lão giả áo trắng nói. Trung niên khẽ lắc đầu. Liên quan tới thể diện của thiên tộc ta, hắn tự nhiên nên ra tay. Chư lão đi đi, đợi tí nữa ta để cho hắn đi thiên võ bảng. Lão giả áo trắng nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất. Vân Tiêu Thành, thiên võ đài. Luận võ đài cũ đã sớm vỡ vụn, bất quá bây giờ đã đổi lại một luận võ đài mới tinh, so với trước đó còn muốn lớn hơn, kiên cố hơn. Lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ, Dương Diệp mở mắt nhìn về phía lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng lạnh nhạt nói. Đừng nói thiên tộc ta vô tình, hiện tại cho ngươi một cơ hội, dập đầu 100 lần, thiên tộc ta liền tha ngươi một mạng, như thế nào? Dập đầu 100 lần. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Đầu ngươi bị cửa kẹp rồi hả? Hai mắt lão giả áo trắng híp lại, cười lạnh nói. Ngươi biết lần này là ai cùng ngươi giao thủ hay không? Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Lão giả áo trắng cười lạnh. Đối phương vừa từ tử giới ra, ngươi biết tử giới là chỗ nào không? Tử giới. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Lúc này, Cổ Thương Viêm đột nhiên nói. Ngươi không biết hắn đi qua. Nói đến đây, thanh âm của Cổ Thương Viêm đột nhiên im bặt, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, chỗ đó một giọng nói truyền đến. Ai muốn khiêu chiến thiên tài thiên tộc ta, đến, đại gia chơi với ngươi. Yên tâm, đại gia cam đoan đánh không chết ngươi. Nghe được thanh âm này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Thanh âm thật quen thuộc. Thanh âm rất quen thuộc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, chân trời xuất hiện một nam tử, rất nhanh, nam tử này rơi vào trước mặt Dương Diệp. Thời điểm nam tử này chứng kiến Dương Diệp, hai người đều ngẩn ra. Là ngươi. Nam tử kinh hô, sau đó ở trong mắt của tất cả mọi người, hắn chạy tới trước mặt, nhẹ nhàng đập Dương Diệp một quyền, cười nói. Ngươi cái tên này, đến thiên tộc cũng không cho ta biết. Dương Diệp cười nhẹ. Không nghĩ tới là ngươi, nam tử trước mắt này không phải người khác, đúng là Vô Tịnh. Nhìn thấy cử động của hai người, phía dưới, vô số người thiên tộc ngây ra như phỗng, hai người này nhận thức. Mà lão giả áo trắng thì sắc mặt có chút khó coi. Trên đài tỷ võ, tâm tình của Dương Diệp hiển nhiên rất tốt, hắn quan sát Vô Tịnh một chú TC, sau đó nói. Thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Vô Tịnh cười nói. So với ngươi thì kém xa. Vừa nói, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi cái tên này, tại sao chạy tới thiên tộc nháo sự? Nói một chút, gia tộc ta ở thiên tộc coi như có chút thực lực, có thể nói chuyện. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Bằng hữu của ta ở trong tay thiên quân, hắn không thả người. Nghe vậy, Vô Tịnh cau mày, trầm mặc một lát, Vô Tịnh quay đầu nhìn về phía lão giả áo trắng. Chư lão, người biết người trước mắt này là ai không? Lão giả áo trắng trầm giọng nói. Thế nào, không đánh muốn nhận thua, ngươi không sợ Vu gia ngươi trở thành trò cười của thiên tộc. Trò cười. Vô Tịnh cười nhẹ. Chư lão, đừng nói Vu gia ta. Coi như lão nhân gia ngài tự mình ra tay,
chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Trong thiên tộc, không có người rõ ràng Dương Diệp kinh khủng hơn hắn. Nghe vậy, lão giả áo trắng cau mày, lúc này Vu Tịnh nhìn xuống mọi người. Vu Tịnh, ta từng giống như các ngươi, tự tin, cảm thấy thân là người thiên tộc, chúng ta tài trí hơn người. Nhưng sau khi đi tử giới một chuyến, ta mới phát hiện, thế giới rất lớn, thiên tài rất nhiều, nếu như thiên tộc ta tiếp tục tự đại như vậy, tương lai rất nguy hiểm. Câm miệng. Lúc này, lão giả áo trắng kia đột nhiên phẫn nộ quát. Vu Tịnh, nguyên bản ta nghĩ ngươi có thể nâng lên đại kỳ của thế hệ trẻ thiên tộc ta, nhưng hiện tại xem ra, ta là nghĩ nhiều. Ta rất thất vọng với ngươi. Ngươi không muốn chiến, thiên tộc ta tự có người khác tới đánh với hắn. Người nhu nhược. Phía dưới, vô số người đột nhiên mắng lên. Thật khiến người ta quá thất vọng, rõ ràng tăng chí khí người khác, diệt uy phong của mình, cái này là đương đại đệ nhất thiên tài Vu Tịnh. Cực kỳ buồn cười. Dương Diệp này có đáng sợ như vậy không? Vu Tịnh này thật là một phế vật, ngay cả chiến đấu cũng không dám. Câm miệng. Ngay lúc này, trên đài tỷ võ, Dương Diệp đột nhiên gầm lên, tiếng như sấm vang, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp quét biển người chung quanh, hắn chỉ vào Vu Tịnh. Hắn là phế vật, nếu như hắn là phế vật, vậy thứ cho ta nói thẳng, các ngươi sợ là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Nếu như không phục những lời lão tử nói, vậy thì lên đánh với ta một trận, nếu không dám liền im miệng cho ta, đừng con mẹ nó chỉ biết nói mồm. Nghe được lời của Dương Diệp, phía dưới, vô số người thiên tộc nhất thời giận không thể nuốt. Sau đó tiếp tục rêu rao. Nhưng không có người nào dám đi lên. Trên đài tỷ võ, Vu Tịnh trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, Dương Diệp đột nhiên nói. Nếu như có ảnh hưởng với ngươi, ta liền không tiếp tục khiêu chiến. Vu Tịnh lắc đầu. Tiếp tục khiêu chiến đi. Hả? Dương Diệp khó hiểu. Vu Tịnh không có giải thích, mà hỏi. Bằng hữu của ngươi tên gì? Ở nơi nào? Ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Dương Diệp nói. Nàng gọi Tử Nhi, từng theo một nữ tử tên Tiểu Thất của thiên tộc, Tiểu Thất này là nữ nhi của thiên quân. Tiểu Thất. Vu Tịnh khẽ gật đầu. Đã minh bạch, ngươi tiếp tục, ta đi giúp ngươi điều tra. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở trên đài tỷ võ. Vu Tịnh vừa rời luận võ đài, đã bị một nhân ảnh dẫn tới một góc hẻo lánh. Đây là một trung niên. Cùng Vu Tịnh có 6-7 phân tương tự. Tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trung niên trầm giọng nói. Ngươi có biết vừa rồi lời nói và việc làm của ngươi đối với Vu gia ta có bao nhiêu ảnh hưởng không? Vu Tịnh nhẹ gật đầu. Ta biết. Ngươi biết còn làm như vậy. Trung niên cả giận nói. Vu Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua những người kia. Cha, ngươi cảm thấy những người kia như thế nào? Trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói. Có thể nói, rác rưởi. Vu Tịnh nhẹ gật đầu. Loại người này, ở thiên tộc ta, nhiều lắm. Người thiên tộc ta có một loại cảm giác ưu việt bẩm sinh, ta cũng từng có. Sau đó phụ thân ngươi biết không, ta đi tử giới, cảm giác ưu việt này thiếu chút nữa hại chết ta. Ngươi muốn nói cái gì? Trung niên trầm giọng nói. Vu Tịnh cười nói. Hiện tại thế giới bên ngoài là cường giả vi tôn, mà không phải thiên tộc vi tôn. Nếu những người này ra bên ngoài, sau đó tiếp tục có cảm giác ưu việt, sẽ bị người đánh thành thịt vụn. Này chính là nguyên nhân người buông tha. Trung niên nói. Vu Tịnh nhìn về phía Dương Diệp. Dĩ nhiên không phải, nguyên nhân chủ yếu là, bởi vì ta đánh không lại hắn, trung niên cau mày. Dùng thực lực của ngươi bây giờ cũng đánh không lại. Vu Tịnh nói. Ban đầu ở tử giới, hắn là thủ lĩnh của chúng ta. Chính là hắn mang đeo chúng ta từ trong trăm vạn yêu thú trốn ra, hơn nữa mang theo chúng ta giết trở lại Nam Lân Sơn, sau đó tranh giành cho chúng ta cơ hội ra ngoài. Không có hắn, phụ thân ngươi sẽ đã phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trung niên trầm mặc. Lúc này Vu Tịnh lại nói. Cha, nói thật, đừng nói thiên tộc ta, trong bách tộc, một đời tuổi khi trẻ, sợ là không có mấy người có thể chống lại hắn. Cũng chỉ có thiên tài của tứ đại gia, có lẽ có thể chống lại hắn. Hơn nữa, theo ta được biết, lai lịch của hắn cũng rất thần bí, tuyệt không phải người bình thường. Ngươi muốn nói cái gì? Trung niên nhìn thoáng qua Vu Tịnh. Vu Tịnh nghiêm mặt nói. Gia hỏa này không chỉ thiên túng kỳ tài, sau lưng khẳng định còn có thế lực thần bí, loạn thế đến, cha,
ngươi không cảm thấy chúng ta nên kết giao một ít thiên tài sao? Chúng ta, trung niên khoát tay áo. Ngừng, đừng cong cong quấn quấn với lão tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phu Tịnh cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói. Sở dĩ hắn đến thiên tộc náo loạn, là bởi vì bằng hữu của hắn ở trong tay thiên quân, gọi Tử Nhi, cùng đại ma nữ tiểu thất kia ở chung một chỗ. Cha, ta, ngươi muốn ta cứu bạn của hắn? Trung niên nói. Phu Tịnh nhẹ gật đầu. Phụ thân thật thông minh, một điểm liền thông, không hổ là lão tử của Vu Tịnh ta. Câm miệng. Trung niên trầm giọng nói. Ngươi có biết, chúng ta làm như thế, không thể nghi ngờ là đắc tội thiên quân hay không? Vì cái gọi là nghĩa khí của ngươi, không để ý an nguy cả gia tộc. Vu Tịnh nói. Phụ thân ngươi cũng đừng mắng ta. Trong thiên tộc, coi như Vu gia ta không vào trước ba, cũng có thể đi vào năm vị trí đầu. Vu gia ta cứu một người, ta cũng không tin thiên quân kia sẽ vì một nữ nhân mà đắc tội Vu gia. Trung niên lắc đầu. Ta sẽ không vì một kẻ không quen biết mà đắc tội thiên quân, không đáng giá. Vu Tịnh thu liễm nụ cười. Ngươi không làm, ta tự mình làm. Ngươi dám. Trung niên cả giận nói. Ngươi còn muốn làm gia chủ đời kế tiếp hay không hả? Làm cái dám. Vu Tịnh nói. Ngươi chỉ có một đứa con trai là lão tử. Ngươi không cho ta làm, ngươi cho ai làm? Ta nói cho ngươi biết, ta bất kể a. Ngươi không ra tay giúp đỡ, ta liền tự mình ra tay, ngươi cũng đừng nghĩ chế trụ ta, hiện tại con của ngươi không phải lúc trước, đừng ép ta động thủ, bằng không thì thể diện của phụ thân sẽ mất hết. Ngươi! Trung niên tức đến sắc mặt đỏ lên. Lúc này thanh âm của Vu Tịnh nhẹ xuống. Cha, coi như ngươi giúp ta một chút, được không? Hơn nữa ta nói cho ngươi biết. Tính khí của huynh đệ ta hiểu rõ, thiên quân không giao ra bạn hắn, hắn nhất định sẽ náo thiên tộc ngược đáy lên trời. Ngươi cũng thấy đấy, hắn không tìm các ngươi phiền toái, mà tìm tuổi trẻ, ta nói thật lòng, thiên tộc một đời trẻ tuổi, sợ rằng không người nào có thể là đối thủ của hắn. Này thì không nhất định. Trung niên lạnh lùng nói. Theo ta được biết, trong thiên vệ quân, mấy tiểu đầu lĩnh cũng không phải ngồi không, hơn nữa Vu gia ta, mấy đứa nhỏ kia cũng vô cùng yêu nghiệt. Còn có một chút yêu nghiệt ẩn núp. Đều là đống cặn bã. Phu Tịnh khoát tay áo. Không phải ta xem thường bọn hắn, mà là huynh đệ của ta quá mạnh mẽ. Đúng rồi, phụ thân ngươi có biết, hắn ở minh cảnh ngũ đoạn, đã so chiêu với huyết yêu vương tu vi thiện cảnh. Nghe vậy, trung niên nhíu mày. Thật không? Phu Tịnh nhẹ gật đầu. Huyết yêu vương kia coi hắn là đồng cấp bậc đối đãi. Hơn nữa, hắn cùng với hầu tử yêu vương của yêu tộc cũng có quan hệ thân thiết. Còn có một điểm, phụ thân ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Huynh đệ của ta còn có một đám huynh đệ phân bố ở bách tộc, những người này, đều là siêu cấp thiên tài từ tử giới đi ra, tương lai tuyệt đối là thiên hạ của những người này. Cha, bây giờ ngươi không kết giao, không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chờ sau này, Vu gia ta muốn đi kết giao đã trễ rồi. Trung niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi quyết định. Phu Tịnh nhẹ gật đầu. Huynh đệ gặp nạn, không thể không giúp. Trung niên nhìn Vu Tịnh. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ vận dụng vật tổ tiên cho ngươi kia, đúng không? Phu Tịnh nói. Vâng. Trung niên thấp giọng thở dài. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ cùng một nhân loại làm bạn, hơn nữa tên kia còn có thể để cho ngươi làm như thế. Phu Tịnh nói. Ở tử giới, chúng ta là huynh đệ chết sống có nhau. Ở bên ngoài cũng như thế. Cha, giúp hay không giúp, cho câu nói đi. Không giúp, ta sẽ ở sau khi cứu ra bạn hắn, tuyên bố cùng Vu gia đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt sẽ không liên lụy Vu gia. Không phải là uy hiếp cha đâu. Trung niên trầm giọng nói. Thật đáng giá không, vật kia, có thể là thủ đoạn bảo toàn tánh mạng cuối cùng của ngươi, cũng là cam đoan để ngươi kế thừa Vu gia. Ngươi phải rõ ràng, tuy phụ thân của ngươi chỉ có ngươi là con trai. Nhưng ra ra ngươi không chỉ có phụ thân ngươi là con trai a. Phu Tịnh không có trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Dương Diệp ở trên đài tỷ võ. Phụ thân biết cái gì gọi là huynh đệ không? Huynh đệ. Trung niên cười nhẹ, hắn vỗ nhẹ bờ vai của Phu Tịnh. Ở phụ thân của ngươi xem ra, huynh đệ chính là dùng để bán. Năm đó phụ thân của ngươi, chính là thiếu chút nữa bị huynh đệ bán đứng mà chết. Tiểu tử, tình nghĩa, có lẽ tồn tại. Nhưng đó là dưới tình huống không có đầy đủ lợi ích. Ở trước mặt đầy đủ lợi ích, đừng nói huynh đệ, phụ thân cũng có thể giết.
Vu Tịnh cười không nói. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới ban đầu ở tử giới. Thanh niên kia vốn có thể rời đi, nhưng không chỉ không rời đi, ngược lại thiên lý xa xôi chạy về thiên cư thành, sau đó mang theo bọn hắn từ trong trăm vạn yêu thú đánh ra. Thanh niên làm như vậy là vì cái gì? Chỗ tốt, lợi ích, không, chỉ vì hai chữ, huynh đệ. Nhiều khi, huynh đệ ở trước mặt lợi ích, chính là một chê cười. Nhưng cũng có nhiều khi, lợi ích ở trước mặt huynh đệ chính thức, càng là một chuyện cười. Trước mặt Vu Tịnh, trung niên khẽ gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi, nhưng Vu gia ta ở thiên tộc này làm chuyện gì, căn bản không thể gạt được cặp mắt của thiên quân, cho nên chậu quả này, ngươi nhất định muốn gánh chịu sao? Vu Tịnh đang muốn nói, trung niên lại nói. Vu gia gia chủ, tuy không phải thân phận cao quý gì, nhưng ở trong thiên tộc này, vẫn có chút thân phận cùng quyền nói chuyện. Vu Tịnh nhún vai. Không phải là một gia chủ sao? Lão tử không thèm. Nói xong, Vu Tịnh quay người tiêu sái rời đi. Tại chỗ, trung niên nhìn thân ảnh Vu Tịnh hồi lâu, cuối cùng, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ khổ sở. Thế gia cạnh tranh vô cùng tàn khốc, một khi không thành công thượng vị, kết quả tốt nhất đều là bị xa lánh. Đây chính là nguyên nhân lúc trước hắn kiên quyết không đồng ý. Nhưng hắn rất rõ ràng con trai mình, hắn không làm, đứa con này của mình nhất định sẽ làm, khi đó sự tình sẽ nháo càng lớn. Qua hồi lâu, trung niên lắc đầu, sau đó nói khẽ. Bảo âm lão cùng cố lão tới gặp ta. Tuân mệnh, một giọng nói vang lên. Trung niên quay đầu nhìn về phía luận võ đài, lúc này Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, cả người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ ác liệt. Hai mắt trung niên híp lại. Xác thực không đơn giản. Xa xa, trên đài tỷ võ. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, đối với những thanh âm ở chung quanh mắt điếc tai ngơ. Ở bên cạnh Dương Diệp không xa, là Cổ Thương Viêm. Hắn cũng không rời đi, bởi vì hắn cũng muốn nhìn thiên tộc bị người đạp như thế nào. Mà giờ khắc này, cả thiên tộc đã sôi trào. Nhân loại đến thiên tộc khiêu chiến một đời tuổi trẻ của thiên tộc, việc này đã như bệnh dịch, truyền đến các nơi của thiên tộc. Bởi vậy càng ngày càng nhiều người chạy về phía Vân Tiêu Thành. Không chỉ như thế, một ít thiên tài ẩn thế cũng nhao nhao xuất thế chạy về phía Vân Tiêu Thành. Nếu như thiên tộc không có người đánh bại Dương Diệp, không hề nghi ngờ, này sẽ trở thành sỉ nhục của thiên tộc. Bởi vậy, sau khi càng ngày càng nhiều người chạy về phía Vân Tiêu Thành, giờ khắc này, bốn phía luận võ đài đã kín người hết chỗ, rất nhiều người bắt đầu lơ lửng giữa không trung, còn có một vài người thì ở ngoài Vân Tiêu Thành. Bên cạnh Dương Diệp không xa, tỷ tỷ của Tiểu Thất đi tới trước mặt Dương Diệp. Hiện tại, cả thiên tộc đã biết Dương Diệp ngươi rồi. Dương Diệp nói. Vậy thì thế nào? Nữ tử nói. Sự tình động tĩnh quá lớn, vô cùng lớn. Mặc kệ có người đánh bại ngươi hay không, nhưng không hề nghi ngờ, ngươi không có khả năng còn sống rời thiên tộc, cho dù là hầu tử kia xuất hiện cũng không thể nào cứu được ngươi. Người thiên tộc bị sỉ nhục, nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Thật sao? Dương Diệp không có vấn đề nói. Nữ tử còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp khoát tay áo. Đừng quấy rầy ta. Nữ tử sầm mặt lại, còn muốn nói điều gì, ngay lúc này, đối diện Dương Diệp trống rỗng xuất hiện một nữ tử hắc y. Người đến. Nhìn thấy một màn này, chung quanh vô số người thiên tộc nhất thời kêu gào hô lên. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thật sự quá uất ức. Hiện tại, rốt cuộc có người đi ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử hắc y kia, toàn thân nữ tử bị áo đen bao phủ, chỉ có thể nhìn được tư thái mà không cách nào chứng kiến dung mạo. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Ra tay đi. Nhân tộc. Nữ tử hắc y kia đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nữ tử hắc y nói. Không nghĩ tới nhân tộc trừ nhất phương nhị đế, lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài. Nhị đế. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Ngươi biết Tần Xuyên. Tần Xuyên chính là một trong nhân tộc nhị đế. Nữ tử hắc y khẽ gật đầu. Có duyên gặp qua một lần, sau khi từ tử giới đi ra, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bây giờ ở trong tất cả thiên tài của nhân tộc, hắn chí ít có thể sắp xếp trước ba. Tần Xuyên. Dương Diệp cười nhẹ, hắn không quên người này, mà lấy thực lực của gia hỏa này, ở nhân tộc khẳng định lăn lộn rất tốt. Có thời gian đi xem. Thu hồi suy nghĩ. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử hắc y trước mặt. Ra tay đi. Nữ tử hắc y khẽ gật đầu. Được. Nói xong,
Trong tay nữ tử hắc y đột nhiên nhiều hơn một cây chủy thủ, sau một khắc, cả người nàng hóa thành từng tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, một đạo hàn quang lóe lên ở cổ họng của Dương Diệp. Xuy, không gian bị xé nứt. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã lui về phía sau 10 trượng. Dương Diệp sờ lên yết hầu, sau đó nhìn tay mình, trên ngón tay có một vết máu đỏ thẫm. Chảy máu. Nhìn thấy một màn này, bốn phía vô số người thiên tộc nhất thời hoan hô, có người hưng phấn gần như điên cuồng. Tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, tiếng cổ vũ. Nhìn giọt máu tươi trên ngón tay, Dương Diệp mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử hắc y. Tốc độ thật nhanh. Còn có thể nhanh hơn. Thanh âm nữ tử vừa dứt, đao đã tới trước mặt Dương Diệp. Một màn này, tốc độ quá nhanh, rất nhiều người căn bản phản ứng không kịp. Lần này, đao của nữ tử cách hít hầu của Dương Diệp không sai biệt lắm còn tầm 10 tấc liền ngừng lại. Bởi vì một thanh kiếm đã chống đỡ ở cổ họng của nữ tử hắc y. Nhìn thấy một màn này, trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Yên lặng một cái chớp mắt, nữ tử hắc y thu đao, sau đó nói. Ta thua. Thất bại. Chung quanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói. Còn cần nhanh hơn. Tốc độ của nữ tử không thể nghi ngờ là vô cùng nhanh, nhưng ở phương diện tốc độ, Dương Diệp hắn không ua ai cả. Kỳ thật nữ tử vẫn có thể chiến, bởi vì một kiếm kia căn bản không có cách đánh chết đối phương, chỉ có điều sau khi tốc độ bị áp chế, nữ tử đã không còn tin tưởng, cho nên mới trực tiếp nhận thua. Trong chàng, Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới. Đổi kế tiếp. Đổi kế tiếp. Vô số người nhìn Dương Diệp trên đài tỷ võ, nếu như ánh mắt có thể giết người. Chỉ sợ Dương Diệp đã hài cốt không còn. Một nhân loại đến thiên tộc vẽ mặt, mà một đời tuổi trẻ của thiên tộc không người có thể ngăn hắn. Nếu như việc này truyền ra ngoài, không đúng, sự tình Dương Diệp dùng sức một mình khiêu chiến thế hệ trẻ của thiên tộc, đã truyền đến trong tai bách tộc. Giờ khắc này, không chỉ thiên tộc nhớ kỹ hai chữ Dương Diệp, bách tộc cũng nhớ kỹ. Trên đài tỷ võ, nữ tử hắc y ôm quyền với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, tỷ tỷ của tiểu thất đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi muốn khiêu chiến tới khi nào? Lúc nào? Dương Diệp cười nói. Yên tâm, rất nhanh thì sẽ kết thúc. Sau một ngày, nếu không người đến đánh với ta một trận, ta sẽ rời đi, như thế nào? Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt nữ tử càng thêm âm trầm. Dương Diệp cho ra một ngày, trong một ngày này, nếu thiên tộc không có người tới đánh, hoặc không có đánh bại Dương Diệp, như vậy không hề nghi ngờ, mặt mũi của thiên tộc sẽ mất hết. Một chiêu này của Dương Diệp còn ác hơn. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Chung quanh, đám người sao động, vô số tiếng huyên náo, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Ngay lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh. Bành! Toàn bộ luận võ đài run lên kịch liệt, trong chàng lập tức yên tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đừng con mẹ nó kêu, khó chịu thì lên chiến, đừng chỉ biết ở phía dưới chít chít méo mó. Sợ ngươi à? Lúc này, một thanh niên từ trong đám người phóng lên, thanh niên này bay thẳng đến Dương Diệp. Nhưng, bành, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, thanh niên kia đã bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp thu hồi nắm đấm. Tiếp tục đến. Trong chàng, vô số người trợn mắt nhìn. Biệt khuất. Cái này là cảm giác của người thiên tộc lúc này, vô cùng biệt khuất. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, sau ba canh giờ, Vu Tịnh đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ, Dương Diệp đang muốn nói gì, nhưng Vu Tịnh trực tiếp nắm tay hắn nói. Đi theo ta, đừng hỏi vì cái gì. Nói xong, hai người biến mất ở trên đài tỷ võ. Trong dãy núi bên ngoài Vân Tiêu Thành, hai luồng sáng lấp lánh rơi vào trong rừng rậm. Hai người này, đúng là Dương Diệp và Vu Tịnh. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Vu Tịnh. Vu Tịnh nhìn xa xa, chỗ đó, một hắc ảnh nhân đột nhiên đi ra. Nhìn thấy hắc ảnh nhân này, thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng. Cường giả thiện cảnh. Lúc này tay phải của hắc y nhân vung lên, một thân ảnh rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt. Thân ảnh này đúng là Tử Nhi. Chỉ có điều lúc này hai mắt Tử Nhi khép hờ. Như đang ngủ say. Dương Diệp ngăn chặn kích động trong nội tâm hỏi. Nàng.
thần hồn của nàng xuất hiện một chút vấn đề, tạm thời không cách nào thanh tỉnh. Hắc ảnh kia nói, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ các hạ tới đây. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Vu Tịnh cười nói. Nhấc tay chi lao, tạ ơn thì không cần, quá khách khí, không có ý nghĩa. Đi nhanh đi. Lúc này Hắc ảnh nhân đột nhiên nói. Lúc này bên Thiên Quân hẳn đã phát hiện. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Bảo trọng. Nói xong, tay phải hắn vung lên, Thu Tử Nhi vào trong Hồng Mông Tháp, sau lưng xuất hiện một đôi cánh, hai cánh rung động kịch liệt, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Vu Tịnh hít sâu một hơi, trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về Xô Lưng. Nhị thúc, chúng ta đi thôi. Không đi được. Hắc y nhân nói. Ngay lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt hai người. Trung niên liếc nhìn hai người Vu Tịnh. Đáng chết. Nói xong. Ầm. Không gian ầm ầm nổ bể ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.